Vâng, tôi và anh Long xin chào các anh chị em nhé. Ngày hôm nay chúng ta đang có mặt chung với nhau với chị Emily để chúng ta cùng nhau, tôi không dám gọi là giải quyết đâu, nhưng mà chúng ta cùng với nhau để làm sáng tỏ một số những vấn đề đang xảy ra trong cộng đồng Facebook và hoạt động truyền thông của chúng ta. Tôi nghĩ rằng đó là trách nhiệm chung, cũng không phải là trách nhiệm của một vài cá nhân. Và rất mong rằng các anh chị em chúng ta xin đừng bao giờ nghĩ rằng chúng tôi đang tấn công ai cả. Chúng tôi đang tự vệ, và tự vệ với một tấm lòng của những người, con người đi vào cuộc đấu tranh này, hai thế hệ đang gặp nhau. Anh Long gửi lời chào và giới thiệu một chút về anh cho cộng đồng mạng và Facebook biết. Chào tất cả các anh chị, tôi là Trần Văn Long, cũng trường nhận chính trị, và cũng đã từng ở chung trại với anh Thành và người bạn trẻ ở đây, Emily. Xin chào tất cả các anh chị. Thưa các anh chị, cách đây khoảng vài tuần, Emily có viết một cái status và Emily có nói rằng mạo danh con cái Chúa, lừa tình, phản bạn và gạt tiền. Cái status đó làm cho rất là nhiều anh chị em đặt câu hỏi và muốn Emily minh bạch cái việc này. Nhưng mà cái thời điểm đó là Emily chưa có được phép minh bạch điều này. Thì Emily phải chờ đợi một cái thời điểm thích hợp nhất. Và cho đến khi anh Thành qua bên đây, anh em có cơ hội gặp nhau và cùng ngồi xuống nói chuyện, thì Emily mới quyết định cái ngày hôm nay là anh em có anh Thành, có anh Long ở đây, mình sẽ giải đáp hết những cái thắc mắc của các anh chị Facebooker. Chúng ta đấu tranh cho tự do, cho sự thật. Thì Emily không có lý do gì mình phải đưa ra một cái vấn đề mà mình lại ậm ờ. Emily không có ý định ậm ờ, mà chỉ chờ đúng một cái thời điểm mà nó thích hợp mình đưa ra thôi. Thì Emily xin giới thiệu một chút. Cái chủ đề ngày hôm nay thì nó có liên quan tới nhân vật chính. Emily ở đây nêu tên rõ ràng, đó là Huỳnh Quốc Huy. Thì anh Long, một chút mình giới thiệu, đây là anh Long, người đã đích thân đưa Huỳnh Quốc Huy qua Thái Lan, giúp đỡ người anh em đến nơi an toàn. Và trong suốt những tháng đầu tiên là anh Long giúp cho Huỳnh Quốc Huy chỗ ăn, chỗ ở. Và đã con của anh á, con trai của anh Long á, là đã nhận rất là nhiều nguồn tiền tài trợ đến cho Huy. Anh Thành là cách, có lẽ ở đây anh liền nhường lời lại cho anh Thành để anh Thành giới thiệu. Anh Thành ơi, anh Thành tự giới thiệu một chút cho các anh chị em Facebook của Trang nha, em biết à. Dạ vâng, thưa các anh chị em, tôi cũng như anh Long là một số những người Việt Nam mà bị bắt cầm tù của cái giai đoạn thời kỳ năm 1980 và giai đoạn 1990, tôi bị bắt hai lần. Và năm 1993, khi mà tôi trở về lần thứ hai để mà tức là bị thất bại, bị bắt ấy, thì tôi trở về sau khi tôi đã ở Pháp khoảng 10 năm. Tất cả những cái hành động của chúng tôi đó, một số người có lẽ là không hiểu vì lý do gì, bởi vì bản thân chúng tôi nhìn cái hành động tham gia cuộc đấu tranh của chúng tôi nó hết sức là tự nhiên. Mỗi người có một cái duyên đối với công cuộc đấu tranh. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng là chúng tôi là quan trọng cả. Thì một số những cái trao đổi gần đây trên trang của anh Huy và trên một cái status của anh Huy, thì thú thật là nó gây một cái, đối với tôi là một sự hết sức là ngỡ ngàng. Tôi rất quý anh Huy, tôi rất rất quý anh Huy. Và chính vì cái chuyện mà tôi quý anh Huy, tôi làm ra một cái quỹ với một số những anh chị em hoạt động nhân quyền của Âu Châu và của Mỹ đó. Là trong nội bộ của những người hoạt động trong nhóm của chúng tôi cũng có những sự bất đồng. Tức là có những người không tin anh Huy. Nhưng tôi xác định rất rõ ràng rằng cái việc gọi là bảo vệ anh em, việc hỗ trợ anh em, những anh em trẻ làm live stream, những anh em trẻ nói lên tiếng nói của mình đó, tôi coi đó là bổn phận. Cũng giống như những giai đoạn năm 1980, 1990, tôi với những người như anh Long bước chân vào cái cuộc đấu tranh đó là do cái tấm lòng tự nguyện của chúng tôi. Và chúng tôi bước vào cuộc đấu tranh hết sức bình thường, không khi nào có cái thái độ khỉ đột, tức là phải vỗ ngực rằng là tôi là người quan trọng. Cho nên có một số những anh chị em, ngay như trên cái STT mới đây, status mới đây của anh Huy, thì có vẻ như là hơi coi thường, hơi miệt thị một chút xíu về những người đã từng có một cái quá trình đấu tranh mà bị tù đầy 20 năm.
thì tôi nghĩ rằng nó hơi bất công, bất công cho cái giai đoạn lịch sử cận đại. Chứ còn đối với những người như chúng tôi thì cái sự bất công nó đã là điều hết sức bình thường rồi. Chúng tôi đã là những người như anh Lộc 20 năm sống trong nhà tù một cách cô độc, một cách cô đơn. Tôi cũng thế. Cho nên đối với chúng tôi đó thì đây đang là một cái hành động mang tính cách tự vệ. Tự vệ để bảo vệ danh dự của chúng tôi, bảo vệ danh dự của anh em chúng ta. Bởi vì tôi nghĩ rằng chỉ có bảo vệ được danh dự của mình thì mình mới xây dựng lại, cộng phần xây dựng cái niềm tin, để từ đó chúng ta góp phần vào được hữu ích cho công cuộc đấu tranh. Vâng, lại trở lại với chị Emily. Hôm nay á, có anh Thành ở đây á, thì em lại muốn dành phần đầu của cái buổi livestream á, là để anh Thành và anh Long giải trình những cái vấn đề của các anh trước về cái status của Huỳnh Quốc Huy. Sau khi cái phần của anh Thành xong á, thì Emily mới nói tới những cái giải đáp mà thời gian qua đã khiến các anh chị thắc mắc về cái status mà Emily viết về một nhân vật. Emily không tiện nêu tên, nhưng bây giờ thì Emily nói thẳng luôn, đó là anh Huỳnh Quốc Huy. Và Emily ở đây trong cái livestream này, mình sẽ giải đáp hết những cái góc khuất, những cái sự thật mà Emily đích thân tìm hiểu, để các anh chị biết rằng không có phải là Emily hèn nhát mà không dám nêu đích danh ai, không dám đưa ra cái bằng chứng. Từ trước tới giờ Emily chưa bao giờ viết về một bất kỳ một cá nhân nào ngoài trừ thành viên của Đảng Cộng sản. Mình chống Cộng sản là mình chỉ nhắm vào cái điểm Cộng sản thôi, mục tiêu là Cộng sản, chứ mình không đánh các anh em phía bên mình. Nhưng mà thật sự á, những cái gì Emily biết á về anh Huy, Emily im lặng tới giờ phút này không có nghĩa là mình sợ, mà mình phải, trước khi mình nói về một nhân vật nào đó, mình phải có bằng chứng và mình phải đích thân đi tìm hiểu sự thật, chứ mình không nghe về phía bất kỳ ai cả. Emily muốn bây giờ cái phần đầu tiên là anh Thành và anh Long, mình còn cái khúc mắc nào về phía Huỳnh Quốc Huy, các anh sẽ nói trước, và sau đó cái phần sau là em anh Long. Vâng, em tên Emily. Xin lỗi anh Long nhé, tôi cướp lời em, tại vì tôi nói hay thế này. Xin chào các anh chị em nhé. Tôi hơi đùa một chút xíu với anh Long, là bởi vì anh Long là một cái người rất là ít nói, và tôi trong cái thời gian vừa qua là bị trở thành một cái người nói hơi nhiều, cho nên vì thế là tôi cướp lời của anh Long để mà cho chúng ta cái quỹ thời gian trao đổi của chúng ta trên cái livestream này nó sẽ ngắn lại. Ban nãy tôi có trình bày về cái tấm lòng của tôi, cái tình cảm của tôi đối với anh Huỳnh Quốc Huy, không phải chỉ riêng với anh Huỳnh Quốc Huy. Cộng đồng Facebook của chúng ta đang có đối diện với một cái phương tiện mà tôi coi đó là một cái phương tiện chiến đấu hết sức hữu hiệu về truyền thông, đó là livestream. Và trong thời gian vừa qua, khoảng 7-8 tháng vừa qua, cộng đồng Facebook Việt Nam của chúng ta xuất hiện những người làm livestream hết sức là xuất sắc. Thí dụ như là chị Mã Tiểu Linh, thí dụ như là chị Lisa Phạm, kể cả chị Trang Lê, rồi anh Tân Thái, khá là nhiều các anh chị em bên Mỹ cũng như là bên Âu Châu. Thì đối với tôi là một người đã chớm thời già rồi, và chúng tôi nhìn thấy cái con đường đấu tranh, bước chân của chúng tôi đã bắt đầu gọi là lẩy bẩy rồi, cho nên nó đưa đến một cái thái độ là phải tìm ra được những người trẻ để hỗ trợ, để giúp đỡ, để chia sẻ. Trong cái tâm thức đó, tôi dẫu rằng có rất nhiều những sự phản bác chung quanh đối với trường hợp là tôi hỗ trợ cho anh Huỳnh Quốc Huy. Ban đầu khi hỗ trợ cho anh Huỳnh Quốc Huy chỉ có 3 đến 4 người mà thôi, và chúng tôi hết sức là khó khăn để làm những cái quỹ riêng chỉ có 4 người thôi. Và khi đó ban đầu đó là tôi có nói với anh Huỳnh Quốc Huy một cách hết sức là rõ ràng rằng anh Huỳnh Quốc Huy không có một cái nợ nần gì đối với chúng tôi cả. Bởi vì đây, đối với chúng tôi, đây là bổn phận. Chúng tôi coi đây là bổn phận để hỗ trợ và bảo vệ cho những người trẻ hoạt động đấu tranh, trong đó đặc biệt là anh Huỳnh Quốc Huy. Khi anh Huỳnh Quốc Huy thông báo rằng ra bên ngoài rằng có quá nhiều sự nguy hiểm và bị truy sát, thì lúc đó, giai đoạn đó, tức là khoảng tháng 3, thì một Facebooker tại Hòa Lan đã từng tù đầy tại Việt Nam, tức là Facebook Trần Thanh. Anh Trần Thanh là một người tù mười mấy năm và trốn được trại tù, thoát ra được bên ngoài.
trong cái tình liên đới giữa những người tù chính trị với nhau đó, khi anh Trần Thanh đưa ra một cái lời kêu gọi như vậy là anh em chúng tôi ngồi lại với nhau ngay tức khắc để tìm cách hỗ trợ cho Huỳnh Quốc Huy, bởi vì anh Trần Thanh xác định rằng Huỳnh Quốc Huy thứ nhất là người tốt, cái thứ hai Huỳnh Quốc Huy là người cùng địa phương đối với anh Trần Thanh. Đó là cái lý do mà tôi cật lực chia sẻ với anh Huỳnh Quốc Huy. Song song đó là những cái live stream của anh Huỳnh Quốc Huy anh Huỳnh Quốc Huy trình bày rất nhiều những cái vấn đề và là những cái vấn đề nóng bỏng. Đối với tôi coi đây là một giá trị. Có thể ngày hôm nay một số người đang nhìn tôi và chị Emily hay là anh Long rằng chúng tôi đang tấn công Huỳnh Quốc Huy. Xin không nên nghĩ như vậy, bởi vì nghĩ như vậy là hết sức là sai lầm, nghĩ như vậy là hết sức là công bằng, nghĩ như vậy nghĩa là chúng ta đang là cái false. Mà trong đấu tranh đừng khi nào coi đấu tranh là một cái sân khấu. Anh ngồi ở dưới và anh vỗ tay khi một thằng hề trèo, một cái thằng trèo hề, một cái thằng diễn vai hề nó diễn xuất sắc là chúng ta vỗ tay. Đừng bao giờ nhìn cuộc đấu tranh là sân khấu. Đây là điều tôi muốn yêu cầu với tất cả các anh chị em, những người đang ứng xử truyền thông của ngày hôm nay. Chúng ta đang tận dụng, đang có một cái cơ hội để sử dụng cái kỹ thuật truyền thông, đặc biệt là Facebook, đặc biệt là livestream, thì chúng ta khi hưởng thụ được cái thành quả của truyền thông đó thì chúng ta cũng phải có trách nhiệm đối với việc truyền thông. Xin hãy đứng vào cuộc đấu tranh. Ông Huỳnh Quốc Huy kêu gọi các anh chị em đứng vào trong cuộc đấu tranh, lăn vào cuộc đấu tranh và xin mời các anh chị em lăn vào cuộc đấu tranh. Khi đi vào cuộc đấu tranh, đừng nhìn ai là lãnh tụ, đừng nhìn Phạm Văn Thành là lãnh tụ, đừng nhìn Emily là lãnh tụ, và đương nhiên đừng nhìn Huỳnh Quốc Huy là lãnh tụ, bởi chính Huỳnh Quốc Huy luôn luôn xác định rằng cuộc đấu tranh này không cần lãnh tụ. Và quả thực tôi đã quý trọng Huỳnh Quốc Huy, và thậm chí tôi đã nói trên livestream của tôi rằng có những lúc tôi phải coi Huỳnh Quốc Huy là thầy của tôi, những lúc nha, chứ không phải là lúc nào tôi cũng coi Huỳnh Quốc Huy là thầy của tôi. Cho nên một số các anh chị em còn mang qua còn mang lại trên các status, thậm chí có những người tôi gọi là những người cầm đèn chạy trước ô tô dạy chúng tôi rằng ngày hôm nay đề cập đối với Huỳnh Quốc Huy như vậy nghĩa là giết Huỳnh Quốc Huy, rồi là ông Thành phải như thế này, ông Thành phải như thế kia. Đó là một người tôi cũng đã từng giúp đỡ, kể cả giúp đỡ cho gia đình của người đó nữa, trong những cái nỗ lực để mà cho tìm cách thân nhân của họ được định cư tại Pháp. Tôi làm, anh em chúng tôi làm hoàn toàn không tiếc nuối gì cả. Và ngày hôm nay một người tôi gọi là cầm đèn chạy chiếc ô tô, cái quá trình chiến đấu của cái người đó, tức là anh Huỳnh Bá Hải, cái cách còn măng của anh Huỳnh Bá Hải, thú thực tôi rất là ngạc nhiên. Bởi vì từ trước đến giờ tôi luôn luôn tôi nhìn anh Huỳnh Bá Hải là một người, tức là một người đàn em. Đàn em nghĩa là phải học hỏi rất nhiều, chưa kể là cái tật lắp ba lắp bắp lúc nào cũng cầm đèn chạy trước ô tô cả. Cho nên từ cái chuyện của anh Hình Bá Hoàng, rất muốn chia sẻ với các anh chị em chúng ta rằng chúng ta phải có trách nhiệm ứng xử truyền thông, chúng ta phải xử lý cái kỹ thuật của truyền thông, đồng thời phải đem lòng tự trọng của chúng ta đối với truyền thông, đối với những cái bổn phận của chúng ta đối với truyền thông. Đừng có ấp và đừng, đặc biệt đừng có vỗ tay khen như coi cuộc đấu tranh, những người hoạt động của cuộc đấu tranh như là những diễn viên trên sân khấu. Và cuối cùng là muốn khẳng định với các anh chị em rằng chúng tôi đã giúp đỡ Huy, đóng ngoặc kép, mở ngoặc kép cái chữ giúp đỡ, và Huy không hề cần phải mang ơn gì đối với chúng tôi cả. Mang ơn hay không là mang ơn đối với đất nước, mang ơn hay không là mang ơn với cái nghĩa vụ của công cuộc chung, chứ đối với chúng tôi zero. Lặp lại với anh Huỳnh Quốc Huy và với cộng đồng đang theo dõi, tôi luôn luôn vẫn quý anh Huỳnh Quốc Huy. Tôi sang bên này từ Paris rất bận việc, tôi sang bên này mong ước của tôi là có những cái sự kiện nó diễn ra trong thời gian vừa qua đối với những người làm livestream, nó bị ồn lên, nó bị rất nhiều những lời qua tiếng lại, và tôi rất muốn ở cái vị trí của một người đàn anh sang bên này để tận mặt, ba mặt một lời, bốn mặt một lời, năm mặt một lời, để chúng ta ngồi với nhau thẳng thắn giải quyết từng vấn đề, từng khúc mắc. Tôi đã báo cho anh Huỳnh Quốc Huy từ ngày 7
tháng này, tức là từ ngày mùng 7 tháng 4 và ngày mùng 10 tháng 4 tôi báo lại là tôi sang bên bên này. Thì anh Huỳnh có hơi nói là không cần sang bên này. Tôi nói là tôi rất cần sang, bởi vì vấn đề này không thể, tức là không thể cứ gói một lấy giấy để mà gói lửa được, là phải ngồi lại với nhau. Và bạn, tôi sang là bởi vì tôi có trách nhiệm đối với cái hội quỹ, và cái hội quỹ đó tôi có trách nhiệm với những đồng tiền đóng góp của những người góp vào cái hội quỹ đó một cách khiêm tốn. Cho nên việc tôi sang bên này mang một cái tấm lòng là sẽ có được một cái cơ hội giống như ngày hôm nay để mời anh Huỳnh Quốc Huy. Anh bị oan bất điều gì anh trình bày, tôi sẵn sàng bảo vệ được anh. Ngày hôm qua, ngày hôm kia, tức là có 2-3 cái live stream. Cái live stream đó chúng tôi làm đâu? Làm tại phòng của ông Huỳnh Quốc Huy, đã live stream cả hàng 2 tháng trời. Tại sao chúng tôi công khai như vậy? Bên cạnh tôi là một người không có giấy tờ gì cả. Ông võ sư Vàng là một người không có giấy tờ gì cả. 5 năm nay, 7 năm nay sống lang bạc, sống bất hợp pháp trên xứ sở Bangkok này. Tại sao ông Huỳnh Bá Hải lo lắng được và buộc tội tôi rằng nếu làm một cái buổi nói chuyện công khai như vậy là ông Huỳnh Quốc Huy sẽ bị bắt? Ông Huỳnh Bá Hải nghĩ đến chuyện ông Huỳnh Quốc Huy bị bắt thì tại sao ông Huỳnh Bá Hải không chịu khó cái đầu lớn hơn một chút xíu để nhìn về ông Trần Văn Long cũng sẽ bị bắt, ông Lê Ngọc Vàng cũng sẽ bị bắt, mà những người này là những người đã 20 năm tù rồi. Cho nên cái đầu của chúng ta, tôi mong rằng đầu của chúng ta sẽ lớn hơn thêm, sẽ người lớn hơn, đừng trẻ con nữa, Bá Hải nhé. Vâng, cái câu chuyện chúng tôi và anh Long chia sẻ với cái công việc rất là nguy hiểm của anh Huỳnh Quốc Huy, đưa anh Huỳnh Quốc Huy từ Việt Nam sang tới bên đất này trong cái bối cảnh lúc đó hoàn toàn không dễ dàng. Và không phải chỉ có tôi và anh Long là những người cựu tù, 6 gia đình cựu tù đã phải tập trung để làm cái công việc bảo vệ một thằng đàn em mà chúng tôi chưa hề biết đó là ai cả, đó là Huỳnh Quốc Huy, qua lời yêu cầu của một người cựu tù là ông Trần Thành ở bên bên Hòa Lan. Bây giờ xin trở lại cái mục tiêu chính của chúng ta, của Emily. Ok, bây giờ Emily sẽ minh bạch về những gì Emily nói về cái status mà gây mà một cái sự gọi là tranh cãi khá là nóng. Một phần các anh chị muốn biết rõ, rất là nôn nóng những cái gì Emily sắp nói. Và một phần các anh chị phản bác là Emily là cộng sản nằm vùng, muốn chia rẽ các anh em. Thưa các anh chị em, Emily nói luôn ngày hôm nay cho các anh chị em biết rằng vì sao Emily phải chờ đợi và vì sao Emily phải đắn đo rất nhiều. Thưa các anh chị em, nói về Huỳnh Quốc Huy và Emily là biết nhau gần 3 năm. Và nói đúng hơn là cái mối quan hệ của Emily và Huỳnh Quốc Huy đã từng giống như là người yêu của nhau. Emily sẽ có những cái bằng chứng và mình sẽ post lại trên trang nhà những cái bằng chứng này. Cho nên nói nếu mà Emily là cộng sản nằm vùng để cài bắt Huỳnh Quốc Huy là Emily đã bắt Huỳnh Quốc Huy cách đây 2 năm trước kìa, khi mà những cái cuộc chat qua lại mà trao đổi từ khi Huy còn ở trong nước. Chứ tại sao đợi tính bây giờ mà khi Huy chạy qua Thái Lan, Emily mới gài anh Thành để gài anh Thành để dụ Huy ra và bắt Huy. Và các anh chị biết rằng Emily hiện giờ đang đứng là admin của bao nhiêu trang, bao nhiêu group không? Bao nhiêu thành viên mà Emily biết mặt từng người, từng thành viên họ đang ở đâu, mặt mũi họ như thế nào. Nếu với tôi là cộng sản nằm vùng, tôi đã bắt họ từ lâu rồi kìa. Và tôi biết ở trong livestream này, thưa các anh chị, rất là nhiều anh chị em biết tôi. Các anh chị vu khống tôi, các anh chị phải có bằng chứng, cũng như những gì tôi nói về Huy. Ngày hôm nay tôi sẽ minh bạch tất cả cho các anh chị em thấy. Cái ngày mà tôi quyết định đi về Việt Nam là trong cái tháng 4. Và tôi sẽ post lại cái cuộc trao đổi của tôi và Huỳnh Quốc Huy. Tôi sẽ post lại trên trang nhà. Đây tôi sẽ đọc ở đây sơ sơ cho các anh chị thấy. Và những cái này tôi sẽ công bố trên trang nhà. Thử là các anh chị có biết hay không, là tôi đã mua vé từ Mỹ và tôi về tới Việt Nam. Thật ra cái chuyến đi của tôi là tôi dự định một thời gian khác. Nhưng mà cái thời gian đó là Huy gặp rất là nhiều áp lực. Huy nói với tôi rằng Huy bị truy sát, Huy phải chạy qua Thái Lan. Mà trong thời điểm đó là Huy đang kẹt ở biên giới, Huy gặp rất là nguy hiểm và Huy muốn tôi trở về với Huy. Tôi có những cái cuộc trao đổi trên phone của tôi. Tôi nói thật với các anh chị, tôi không có vui vẻ, phấn khởi mà để đưa những cái việc cá nhân ra cộng đồng như thế này.
Nhưng bởi vì các anh chị không biết cái mối quan hệ của tôi và Huy, và các anh chị đang công kích vào tôi với Huy là vừa đồng đội, vừa là người yêu của nhau. Tại sao tôi lại bắt đứng người yêu của tôi? Tại sao tôi phải bắt đứng? Tại sao nếu tôi không quý trọng Huy, tôi không thương một cái người như thế, tôi phải lặn lội từ Mỹ để về với Huy trong cái bối cảnh mà Huy đang bị truy sát như thế? Và các anh chị biết tôi phải lặn lội từ Mỹ về như vậy, và tôi qua tôi thăm Huy. Nhưng mà tôi nói thật với các anh chị á, khi mà tôi qua Thái Lan 10 ngày, tôi có tất cả những cái hình ảnh, những cái hình ảnh, những cái bằng chứng tôi ở Thái Lan 10 ngày tôi cùng với Huy như thế nào. Và anh Long, chính anh Long và con trai của anh Long á, đã chở tôi và Huy đi trong 10 ngày nó tại Thái Lan. Tôi có những hình ảnh ở đây. Tôi có cái vé đi máy bay tôi đặt đi Thái Lan vẫn còn trong máy của tôi, và tôi sẽ post trên trang nhà cho các anh chị thấy. Anh Long có đúng không anh Long? Có phải là em đến Thái Lan 10 ngày và anh chở em với Huy đi như thế nào? Long, con trai anh chở, anh nói một tiếng giúp em với. Dạ đúng, hoàn toàn nó là chính xác như vậy. Thì bây giờ thì tôi cũng sẽ trình bày một cách nó cụ thể và nó rõ ràng hơn, và từ đầu tới đuôi mà tại sao tôi gặp được Quỳnh Quốc Huy, và kế tiếp là gặp không phải cô Emily này. Cái người đầu tiên là cô Mai, người ở Cần Thơ. Và sau cô Mai người ở Cần Thơ về thì cô Emily này mới qua. Và sau cô Emily này nữa thì với ông Huy qua với Huy, và ăn ở với một cô đầu tiên là cô Mai ở Cần Thơ, và cô thứ hai là Emily. Và sau khi cô Emily trở về Việt Nam một lần nữa thì cách một tuần lễ sau thì có một cô nữa qua. Cô này là tên Thảo, và hiện tại bây giờ ở như vợ chồng, anh ta nói là người vợ tương lai của anh. Thì bây giờ đi trở lại vấn đề tại sao anh ta có mặt ở đây. Khi mà tôi nhận được nguồn tin ma của anh Thành là yêu cầu tôi là trợ giúp cho Quỳnh Quốc Huy cách nào Quỳnh Quốc Huy vượt biên giới từ ở Việt Nam qua Campuchia, và Campuchia có cách nào đưa Quỳnh Quốc Huy qua bên Thái, tôi mới mở một đường dây của anh em ra và dẫn cho Quỳnh Quốc Huy từ cái cách chạy từ Việt Nam. Nhưng mà có những chi tiết có thể là tôi sẽ không nói đi vào những chi tiết để bảo tồn những cái người anh em phía sau này được, cho nên tôi chỉ nói phớt ngang qua thôi. Và trách nhiệm tôi phải có, tôi nhận cái lời ủy thác của anh Thành và dẫn anh Huy tới nơi an toàn từ Việt Nam qua Campuchia và từ Campuchia qua tới Thái Lan. Và khi tới Thái Lan á thì cũng chính anh Quỳnh Quốc Huy ở tại nhà tôi. Tôi thì chỉ có hai cha con thôi, vợ tôi đã mất rồi, vợ tôi đã mất bệnh cánh tay khoảng hơn một năm rồi. Thì cái chuyện này thì chắc có lẽ cộng đồng cũng đã biết. Nhưng mà tuy nhiên sau cái thời gian ngắn khoảng 20 ngày đó thì anh Huy mới nói là ở đây anh Huy không thể nào hoạt động được, yêu cầu là kiếm cho anh Huy một cái chỗ ở khác. Thứ nhất là về Bà Cốc, mà con tôi thì nó không muốn đi, nó nói về Bà Cốc, ba thì ba không có giấy tờ, và về đó ở thì nó có những cái nó lộn xộn lắm, mà mình cha con mình không có giấy tờ, lỡ Bullet nó bắt thì coi như là con sống làm sao. Thì mình nghĩ nếu con nó nói vậy cũng đúng, nhưng mà một mặt thì vì cái chuyện ủy thác của anh Thành tôi phải bảo vệ Huy, cho nên thôi coi bây giờ con mới lên đi Bà Cốc đi theo cái lời của anh của chú Huy yêu cầu. Mà trong cái thời gian đó bạn biết, mấy quý vị biết là tôi đã lo tất cả những từ ăn miếng uống, mà tôi coi nó như một trình đồng đội, như một đứa em, lo tất cả những cái mọi thứ nó yêu cầu. Cái hoàn cảnh của tôi là thật sự là tôi không thể san sẻ được ai, nhưng mà tôi vẫn phải làm điều đó. Sau đó rồi thì tôi cũng vợ dẫn lên Bà Cốc và mướn một cái phòng đôi như vậy cho anh ta ở. Sau khi anh ta ở thì cái cô đầu tiên là cô Mai qua ở Cần Thơ qua ở phòng đó. Cái phòng đó có phải là phòng mình? Dạ, đúng cái phòng mà ngày hôm qua chúng tôi anh em chúng tôi ở live stream ở tại cái phòng đó. Và tôi đã giới thiệu phòng, đây là cái phòng mà tân hôn của Quỳnh Quốc Huy ở đầu tiên. Thì sau đó rồi trong thời gian ngắn á, thì tất cả những cái đồng tiền mà của quỹ hành động của tất cả các nơi ở ngoài hải ngoại để trợ giúp cho anh Huy, anh Huy không có giấy tờ không nhận được, thì con tôi đại diện nhận cho anh Huy. Nhưng mà khi tất cả những người gửi về thì được gửi về địa chỉ của anh Huy, tên của anh Huy, và sau đó anh Huy mới chụp hình lại đưa cái like đó cho con tôi đi nhận. Và lần nào đi nhận anh Huy cũng đi theo cả. Và nhận thì thằng nhỏ nó chưa có bỏ túi nóng túi, là thằng Huy nó đã lấy lại rồi. Nhưng mà có tôi số tiền đó tôi theo tôi đoán biết được từ bữa nay cũng minh bạch luôn với anh Thành và tất cả mọi người luôn, theo tôi dự đoán thì nó phải chơi khoảng mười mấy ngàn đô. Nhưng mà trong đó tôi giữ lại 2.000 để chi phí nhà cửa ăn uống, tôi nói rõ vì chi phí 2.000 hoặc hơn 2.000 gì đó tôi cũng không còn nhớ rõ, nhưng mà tất cả số tiền đó là anh Huy nhận hết và anh Huy giữ lại hết. Và sau khi mà cái thời gian ngắn đây đó, anh Huy dùng có những cái thái độ rất là khó chịu với tôi.
và đưa người vợ anh ta qua là cái số tiền đó tôi gọi như là không còn qua tay thằng con tôi nữa. Và sau khi mà bước ra khỏi tôi có một nguồn thông tin báo tôi biết là anh Quy chụp cho tôi là anh Quy không nhận một đồng tiền nào từ Trần Long Huy hết. Tại sao vậy? Những ngày tháng tôi đã cõng anh ta từ ở Việt Nam trong những cái lúc gian khổ như vậy đó qua tới và cho ở nhà tôi, và khi anh ta bước ra khỏi nhà tôi là chụp một cái chảo lửa lên đầu hai cha con tôi, nó là không nhận một đồng tiền, cha con nhận ăn hết. Tôi đâu phải làm những cái chuyện đó, tôi phải giúp anh Trần Quốc Huy để tôi nhận cái số tiền đó. Bao nhiêu năm tháng ở đây nè, tôi đã chịu bất cứ những rất là nhiều những cái đau khổ, những cái nhục nhã ở Thái Lan, nhưng mà tôi chưa hề lên tiếng. Nhưng mà vì tình đồng đội, vì anh em, vì tuổi trẻ, nếu cần thiết tôi sẵn sàng tôi xả thân, tôi sẽ thiếu hết, tôi không mưu cầu bất cứ một chuyện gì hết. Tại sao hôm nay người ta đã đề nghị anh Quy phải đứng ra minh bạch cái vấn đề này, anh ta né tránh và anh ta nói anh em tôi gài để mà bắt Quỳnh Quy, gài cộng sản bắt Quỳnh Quy. Liệu rằng với tư cách của những anh em chúng tôi có thể làm được điều đó hay không? Thì thôi, hôm nay tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Nếu một chút nữa có một vấn đề gì tôi sẽ cần bổ sung thêm để cho nó rõ ràng vấn đề này hơn. Xin nhường lại cho anh Thành và Emily. Thưa các bạn, các bạn biết á, tôi nói các chị nghe thật sự á, là từ khi mà Emily từ Thái Lan trở về Việt Nam á, thì sau đó Emily nhận được một cái những cái liên lạc của anh Long. Anh Long liên lạc được với Emily là anh Long phải, vì anh Long thấy Emily tốt quá, tốt với Huy quá, nhưng mà Huy gạt Emily. Cho nên á, anh Long phải nói thật với Emily là em đã kết thúc với thằng Huy chưa, chứ anh thấy là tội cho em, bởi vì em quá tốt với nó mà anh sợ em đau khổ. Thì Emily mới thắc mắc, ủa việc gì vậy anh Long? Thì anh Long mới nói thật là trước khi Emily qua là đã có một cái cô khác qua, cô Mai gì đó qua. Và sau khi cổ về á, thì tới Emily qua. Và sau khi Emily về á, khoảng một tuần lễ sau là cái cô Thảo, là cái cô vợ hiện giờ của Huỳnh Quốc Huy qua. Thì các anh chị thấy, mà Emily nói ngay từ lúc đầu, nếu như Emily vì tình cảm riêng tư mà thù hằn Huỳnh Quốc Huy á, thì ngay thời điểm đó, ngay trong tháng 4, Emily đã khui chuyện này ra rồi. Nhưng mà mình nghĩ trong đấu tranh, những cái chuyện cá nhân không có nên đánh đá vào. Cho nên Emily vẫn im lặng. Và tới thời điểm này là tháng 7, giữa tháng 7 rồi. Nếu không vì anh Long là một người tốt, vì những cái mà anh Long đang chịu, và Phi là con trai anh Long đang chịu, thì nói thật Emily cũng chưa lôi cái chuyện này ra mà để nói. Vì nếu không nói, các bạn sẽ nghĩ là Emily đang nói dối. Chân tôi đã chạm tới đất Thái, Huỳnh Quốc Huy là cái gì của tôi? Và tôi không hiểu anh ấy hay sao? Nếu tôi là cộng sản, anh ấy bị bắt từ hồi 2 năm về trước kìa, chứ không phải tôi gài anh ấy như bây giờ đâu. Tôi là cái người á, tôi đã nói với Huy, nếu như bây giờ Huy ra đối chứng với tôi vẫn sợ hỏi Huy rằng có phải một năm về trước tôi đã nói với Huy rằng Huy phải bảo trọng thân thể, phải bảo trọng, bởi vì tôi là người phải đang khai thuế ở Mỹ để bảo lãnh Huy qua với viện vợ chồng. Các anh chị có thể mời Huy ra và đối chứng với tôi điều này. Nếu như tôi không vì cái tình thương đối với Huy, tôi có làm như vậy hay không? Các anh chị biết, để khai thuế bảo lãnh một người qua đâu có phải là tôi không tốn tiền, tôi không tốn sức. Các anh chị thấy, mà tôi nhìn thấy những cái gì Huy gạt tôi vẫn im lặng, bởi vì cái đó là chuyện cá nhân riêng tư, chuyện tình cảm. Tôi im lặng bởi vì nếu không hợp với nhau thì mình có thể làm bạn. Và tôi đã nói với Huy rồi, nếu không hợp với nhau, chúng ta vẫn xem nhau là đồng đội tốt. Các anh chị có biết tôi vẫn để Huy và cái cô vợ của Huy nằm trong danh sách bạn của tôi hay không? Cho đến khi cái ngày mà tôi viết cái status lên, Huy block tôi. Tại sao phải block tôi trong khi tôi vẫn để Huy là bạn trong bạn? Tôi vẫn để cô Thảo là bạn. Tại sao Huy phải block tôi? Nếu như mình không hiểu cái gì, cần minh bạch, Huy liên lạc trực tiếp với tôi. Tại sao phải block tôi? Và cho đến thời điểm này, khi anh Thành qua, tôi vẫn chờ anh Thành qua để tôi nói những cái việc này, để anh em cùng ngồi xuống. Và anh Thành đã mời Huy ra để làm việc, Huy cũng vẫn không ra. Sẵn ở đây á, có người nói á, là Huy đang bị cảnh sát Thái truy sát. Tôi nói luôn cái việc chiếc xe để cho các anh chị hiểu. Cái xe mà Huy đang đi bây giờ, tôi sẽ post lại cái xe đó trên trang nhà tôi cho các anh chị thấy. Đó là chiếc xe Honda Accord mà Huy mua chiếc xe đó gần 6.000 đô. Mà hồi tôi qua đó, tôi gặp Huy và anh Long á, thì Huy nói với tôi rằng cái xe đó là của cha con anh Long để dành tiền mua được. Huy nói với tôi có đúng không anh Long? Anh Long chở. Đúng, hoàn toàn chính xác. Nói với anh Huy nói với tôi cái xe đó là của cha con anh Long mua, mà tôi đâu có biết mối quan hệ của anh Long với Huy là cái gì. Huy giới thiệu tôi đây là anh của Huy. Tôi nghe như vậy. Và sau này tôi bây giờ chuyến này tôi qua tôi mới biết, thì tại thằng nhóc con của anh Long là bé Phi á, nó mới nói với tôi, chị ơi, bây giờ tại vì những cái người Việt Nam ở Thái á, không có giấy tờ thì không có đứng tên được tài sản. Nhưng mà lúc Huy mua chiếc xe đó thì buộc bé Phi nó phải nhờ một người phụ nữ người Thái có giấy tờ đứng tên cái xe đó.
Huy thì tiền là tiền của Huy, xe là xe của Huy, nhưng một người phụ nữ Thái đứng tên. Nhưng bây giờ á, cái người phụ nữ Thái nó liên lạc với bé Phi là bà không có muốn đứng tên cho xe đó nữa, bà muốn Huy, bà muốn bé Phi phải tìm Huy và tìm người khác sang tên lại để trả cái tên cho bà không muốn đứng nữa. Bởi vì các bạn biết á, nếu mà đứng tên chiếc xe khi xảy ra tai nạn thì cái người đứng tên xe phải chịu trách nhiệm, bởi vì Huy không có giấy tờ mà xe cũng không, Huy cũng không đứng tên luôn. Vì như vậy mà bé Phi đã mời Huy ra mấy lần, đã nhắn cho Huy nói là chú Huy ơi tìm người để sang cái tên lại, mà Huy cũng hẹn ậm ừ. Cho tới mãi ngày hôm qua Phi nó mới nhắn tin nói chú Huy, nếu mà chú Huy không có ra đó, nhắn cho một người bạn, bởi vì Huy cũng block luôn thằng nhỏ rồi. Mà thằng nhỏ có làm cái gì sai đâu, tại sao Huy phải block con người ta, mà trong khi còn lớn cấn chuyện xe cộ, Huy block bé Phi, buộc bé Phi phải nhắn qua một người khác nhờ nói giùm là nếu chú Huy không có ra làm giấy tờ xe thì bé Phi sẽ báo cảnh sát. Mà thật sự tôi nói với các anh chị em, đó là cái lời bé Phi nói thôi. Nhưng mà cho tới thời điểm này tôi đã dám khẳng định một điều rằng trong bốn người chúng tôi chưa có ai gọi cảnh sát hết. Bởi vì tôi nói với các anh chị nghe thế này, tôi quạch tẹt cho các anh chị biết luôn, anh Long là người không có giấy tờ, tôi gọi cảnh sát thì ai thiệt? Ở đây có những anh em thiệt, những người anh em của tôi, và tôi nói tôi không, ở đây chẳng có ai gọi cảnh sát hết. Thì cái điều mà Huy tung tin lên á là cảnh sát đang truy đuổi, ở đây có ai gọi đâu mà cảnh sát truy đuổi. Và tôi nói luôn cái chuyện đó, thì tôi hỏi các anh chị tại sao Huỳnh Quốc Huy lại nói dối tôi. Và tôi nó không biết bây giờ á, vợ của Huy á, có biết rằng trước khi vợ của Huy qua là có tôi, có thêm một cô gái khác nữa qua, mà trong tích tắc chỉ có 2 tuần thôi. Tôi không nói chuyện cá nhân ở đây, nhưng tôi cần phải nói với các bạn rằng các bạn nghĩ một người trong cái tình yêu chung thủy, trong một cái đạo đức con người như thế, thì liệu những cái gì họ nói nhìn thẳng, nói thật, vậy họ đã dám nhìn thẳng chưa và họ đã nói thật chưa? Tôi không có gì hổ thẹn. Nếu như tôi đã nói rồi, nếu như bây giờ Huy ngồi trước mặt tôi vẫn sẽ nói y chang như vậy. Tôi khi tôi làm livestream, tôi nói thật với các anh chị, tiếng nói của tôi ít nhiều gì trên trang Facebook của tôi bây giờ cũng hơn mấy chục lượt follow, thì tôi chịu trách nhiệm với những gì tôi nói. Cái đó là cái vấn đề thứ nhất, về cái vấn đề mà quan hệ không có minh bạch của Huy, tại sao Huy phải nói dối tôi, phải lừa dối tôi. Cho nên tôi phải nói để các anh chị biết rằng mối quan hệ của tôi và Huy thân thiết tới cỡ nào, vừa là tình yêu vừa là đồng đội. Tôi có những cái tin nhắn của Huy nhắn cho tôi và tôi sẽ post trên trang nhà. Tôi xin lỗi các anh chị, đáng ra tôi không nên làm điều này, nhưng đến giờ phút này để minh bạch tất cả mọi thứ, tôi sẽ post trên trang nhà của tôi. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, tại sao tôi nói Huy là mạo danh con cái Chúa? Bởi vì tôi biết rằng Huy không có đạo. Chính tôi là người đã khuyên Huy, anh à, nếu như anh muốn trở thành con cái Chúa một cách chính thức, anh nên đi học giáo lý đi để được rửa tội. Cái này là tôi nói, tôi biết chắc chắn Huy không phải là người có đạo, cho nên tôi giải thích hai cái điều đầu tiên, đó là mạo danh con cái Chúa và lừa tình. Cái thứ ba là vấn đề tiền bạc. Huy đã từng nói với tôi khi mà tôi đến Thái á, Huy nói với tôi như thế này là anh chỉ nhận tiền nếu mà những cái người doanh nghiệp trong nước á, muốn ủng hộ anh để xây dựng lực lượng thì anh nhận, nhưng mà hải ngoại á, gửi tiền cho anh thì anh không có nhận. Chính Huy nói với tôi thế đó. Và các anh chị biết không, khi mà tôi qua tôi thấy Huy á, tôi nghĩ trong đầu tôi ngây thơ lắm các anh chị. Tôi rất thật, tôi nghĩ Huy không có tiền. Cho nên tôi nói thật với anh chị á, tôi qua tôi đem quà về cho Huy và tất cả những cái chi phí trong chuyến đi tôi trả hết. Thậm chí khi ngồi trên chiếc xe á, tôi không biết là quan hệ với anh Long với Huy là cái gì. Nhưng mà tôi thấy á, khi mà đổ xăng á, tôi thấy anh Long, tôi không muốn để cho anh Long trả tiền xăng. Tôi rất ngại, thậm chí những cái bữa ăn tôi đều dành trả hết. Tiền khách sạn tôi cũng dành trả, tôi dành trả hết tất cả. Nhưng mà khi mà tôi thấy đi shopping á, thì Huy mua máy iPad này nọ, tôi cũng có sự tự hỏi, ủa sao không có tiền mà lại có tiền mua iPad, mua đồ trị giá trên cả ngàn đô. Đấy, mà Huy giấu luôn cái tôi với tôi cái chuyện mà đứng một cái xe gần 6.000 đô. Các anh chị thấy, nếu mà thật sự á, minh bạch với nhau thì tại sao phải giấu? Đó là cái chuyện thứ hai về vấn đề tiền bạc. Cho bây giờ tôi nói luôn cả những cái gì á, tôi nói thật không phải riêng gì anh Long ở đây, mà tôi đã nói chuyện được một số anh em tị nạn tại Thái đây nè. Tôi đã gặp gỡ một số anh em tị nạn tại Thái và tôi nói luôn cho các anh chị biết như thế này. Những người tị nạn tại Thái á, họ đã ở những căn hộ từ 50 đô tới 70 đô. Cuộc sống của các anh em tị nạn tại Thái rất là khó khăn, điển hình như anh Long và một số anh em tôi đã có dịp tiếp xúc. Các anh chị biết Huy ở một căn hộ trị giá 200 đô, đi cái xe 5.000 đô, trong khi các anh chị tị nạn khác ở đây phải sống đời sống cơ cực như thế nào. Tôi không ganh tị, tôi không có hề nói về cái chuyện tiền bạc đó. Nếu như tôi cảm thấy những cái gì nó sai, buộc tôi phải minh bạch ra ngoài, tôi phải
muốn có cái sự công bằng cho tất cả những anh em đấu tranh. Các anh chị biết những anh em đấu tranh, chẳng hạn như tôi nói thẳng luôn, chẳng hạn như Bạch Hồng Quyền, anh Hoàng Bình, những người đấu tranh hiệu quả, nhưng họ lại một người thì phải cầm để cầm tù, một người thì phải chạy trốn. Thì tại sao những cái chia sẻ đó, góp góp đó không có chan sẻ cho người anh em của mình, mà để một người thì quá là sung sướng, một người á thì những người thì phải chịu như vậy. Và em nghĩ rằng anh Long ở đây, anh Long nên nói tiếp tục những cái minh bạch, những cái gì mà anh Long biết về đời sống của Huỳnh Quyền. Em muốn anh Long minh bạch, tại vì em không thích cái sự mà ẩn ý trong đây nữa hết á. Em mời anh Long. Để trích lời với Emily thì kính thưa các anh chị, tôi là người hiểu rõ Quy từ cái ngày Quy bước vào Thái Lan ở nhà tôi và ở cạnh những nơi tôi ở, từ khi bước ra khỏi nhà tôi. Và cái sự việc chiếc xe Quy đang đi á, mọi người ở Bangkok Thái Lan, kể người đi nạn đó, họ chửi lên đầu tôi, mẹ nó cắt lông rồng, đói chết mẹ mà không có tiền đâu, nó mua chiếc xe hết cọt nó đi. Tại sao nó phải làm cái điều đó? Người đi nạn sống lấy đâu ra ăn, không có ăn lấy tiền đâu mà mua cái xe chiếc cọt 5-6 ngàn đô đấy. Mà tại sao nó đi mà nó đổ tội cho tôi? Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, anh ta đã tự hào mà có một cái phản hồi của ngày hôm qua, hôm kia tôi có coi, tự xưng mình là một diễn giả, là một nhân tài đặc biệt. Thì đối với tôi rằng thì tất cả những cái gì nó diễn ra trong quá khứ và tất cả những gì anh hay biết là người này có đáng là một diễn giả, đáng là một nhân tài đặc biệt hay không, tôi thì tôi thật sự là tôi không có lý luận, không có nhiều lý luận, tôi chỉ nói bằng cái tính mộc mạc và những gì tôi trải nghiệm mà tôi biết được. Con người này không xứng đáng để nhận những danh hiệu đó, và không xứng đáng để chúng tôi phải bảo vệ nó nữa. Hôm nay thì đúng ra thì nó cũng một cái chuyện, thì cờ anh Thành qua đây vì mục đích để muốn biết sự thật đó. Và mọi người đang cứ nghĩ rằng là kể cả anh Thành, hôm nay nó thẳng kể cả anh Thành cũng nghĩ rằng là nghe lời đừng quy là tôi ăn hết cái số tiền mà người ta, cái quỹ viện trợ đó, cha con tôi ăn hết. Nhưng đây hôm nay nó sẽ minh bạch ở vấn đề này, và tại sao ông ta nhận rất nhiều tiền mất rồi mà lại không dám nhận mình là nhận cái tiền của tất cả ở anh em hải ngoại và những cái đảng phái đã đấy từng giúp cho anh ta đã từng tuyên bố rồi. Và nói thẳng với tôi nè, đối với em không bao giờ em chấp nhận nhận bất cứ một cái đồng tiền nào của hải ngoại, dù cá nhân hay tổ chức nào hết. Thế thì tôi không nghĩ rằng cái số tiền mà hắn sống bao nhiêu năm tháng ở đây là hắn lấy ở đâu ra nữa, không lẽ mà hắn không khí hắn sống mà để nó hắn thở ra nó ra được đô la do hắn sống. Cái điều phủ phàng nhất là những người mà đã từng giúp cho hắn vừa bước phước một cái thì hắn đã quay lưng hắn tát lại liền. Mà chính bản thân gia ca cha con là người, cha con tôi là người trực tiếp chịu những cái trách nhiệm, những hậu quả đó. Thế bây giờ thì tôi chỉ nói dưới là tấm lòng của tôi và những cái gì nó đã diễn ra ở đây, tôi là người nhân chứng đúng nghĩa đó luôn. Dạ vâng, thưa các anh chị em, tiếp lời đối với anh Trần Văn Long, tôi cũng rất muốn trong chúng ta đang trong một cái diễn đàn, chúng ta đang trong một cuộc thảo luận, và xin hãy đặt cái tấm lòng của mình ở một vị trí của những người quan sát có trách nhiệm. Những điều các anh chị em chia sẻ vào trong trang của chúng tôi và trong cái live stream này, các anh chị em có thể đặt được những câu hỏi và yêu cầu và mong rằng đó sẽ là những cái câu hỏi nghiêm chỉnh được chất lọc từ những suy nghĩ nghiêm chỉnh của những cái đầu nghiêm chỉnh. Tôi mong rằng sẽ được đón nhận những sự nghiêm chỉnh như vậy. Trở lại cái chuyện quỹ, cái nhóm quỹ ban đầu liên quan đến anh Huỳnh Quốc Huy. Khi tôi lập cái nhóm quỹ đó thì trong một cái nhóm gọi là nhóm kín của Facebook đó, là có 18-19 người, trong đó có anh Huỳnh Quốc Huy. Và một sự thỏa thuận đã ban đầu đã thỏa thuận với nhau là anh Huỳnh Quốc Huy có mặt ở trong group để quan sát đồng tiền ai góp vào cho quỹ. Đồng thời là anh Huỳnh Quốc Huy xác định được là cái đồng tiền đó nó có đến được với anh Huỳnh Quốc Huy hay không,
qua một cái đường dây. Lúc bấy giờ tôi qua được đường dây kín, tức là con của anh Lộc. Thì lúc bây giờ đó, tôi có nói với anh Huy và cả cái nhóm quỹ rằng mọi trách nhiệm về cái quỹ đó tôi là người chịu trách nhiệm. Và tôi yêu cầu anh Huy không cần phải lên tiếng gì cả, anh Huy không cần phải cảm ơn ai cả, bởi vì đó là bổn phận của chúng tôi. Giúp không phải là giúp cho cá nhân anh Huy, mà giúp cho những con người tại Việt Nam đang có ý thức đấu tranh và đang bị nguy hiểm. Cho nên tôi nói là không cần phải lên tiếng gì hết. Đồng thời tôi cũng nói với anh Huy rằng cái bối cảnh ở hải ngoại nó là một cái bối cảnh hết sức phức tạp. Sẽ có những người, kể cả là những người an ninh cộng sản, họ tìm cách, họ muốn giúp quỹ, họ muốn giúp tiền Huy, và họ sẽ liên lạc trực tiếp với cái Facebook của Huy, bởi vì là Facebook công khai, để họ họ sẽ đề nghị rằng họ gửi 5.000 hay 3.000 cho Huy. Thì khi mà Huy gật đầu, bắt buộc Huy phải đưa ra một cái điểm để nhận tiền. Và khi mà đưa ra cái điểm để nhận tiền đó thì bắt buộc sẽ lòi ra cái đường dây bí mật của chúng tôi. Đó là con của anh Lộc. Thì khi tôi gợi ý ra những điều đó, Huy nói với tôi là em không hề nhận bất cứ một đồng tiền nào của những người khác, chỉ là nhận tiền ở quỹ của anh. Tôi nói là nếu quan điểm với nhau như vậy, chúng tôi sẵn sàng bảo vệ đời sống của Huy từ ăn uống đến tất cả những chuyện an ninh. Và tôi đưa ra với anh em của chúng tôi một cái khoản là 600 đô la mỗi một tháng. Và tôi khẳng định rằng Huy không hề phải mang bất cứ một cái trách nhiệm hay lương tâm nào cả về cái quỹ đó. Bởi vì tôi lặp lại, đây là bổn phận của chúng tôi. Tuy nhiên một điều đáng tiếc là ông Huy đã bằng nhiều cách để có nhiều nguồn tiền từ rất nhiều nơi đổ về cho cái tên của anh con của người bạn của tôi. Và khi tôi sang tới bên này, điều tôi cần biết một cách cụ thể là cái số tiền của quỹ của chúng tôi đó, là chúng tôi nắm được từng xu của cái quỹ của chúng tôi. Thì chúng tôi biết chắc là nó phù hợp với những điều anh Long báo cáo cho chúng tôi. Từ cái chuyện đưa Huy qua các trạm biên giới, giam Huy như thế nào, bảo vệ Huy như thế nào tại Campuchia, bảo vệ Huy như thế nào tại những vùng biên giới, cho tới đời sống tại Bangkok, những cái đồng tiền chi phí của anh Trần Văn Long chúng tôi nắm được hoàn toàn hợp lý. Cho nên khi sang bên này, tôi bật ngửa khi Trần Long Phi đưa ra cho tôi những cái bằng chứng rằng Huy tiền trong cái thời gian mà dùng cái tên của con của anh Long đó là khoảng hơn 10.000 đô la. Đó là cái thời kỳ mà cái cô Megan P chưa sang tới bên này. Megan P sang bên này khoảng 3 tháng. Và cái thời kỳ mà tiền đổ về nhiều nhất cho các anh chị em mọi nơi đổ về nhiều nhất chính là trong cái 3 tháng này. Thì cái số tiền đó, theo sự phỏng đoán, theo sự lường định của tôi, ít nhất nó cũng bằng 3 lần cái số tiền của con của anh Trần Long Phi đưa tên ra để chuyển tiền, làm một trung gian chuyển tiền, nhận tiền và chuyển ngay tức khắc cho anh Huỳnh Quốc Huy. Cho nên đây là một cái sự công bằng, và mà tôi coi đây là một sự bảo vệ, bởi vì nó là danh dự của anh em chúng tôi bị xúc phạm. Tôi từ bên Pháp sang bên này để chứng kiến, để mà tìm cho nó ra cái câu hỏi về những cái nguồn tiền đó, đồng thời kể cả những cuốn băng ghi âm. Tôi là người chịu trách nhiệm với cái hội quỹ của tôi về nhân thân và tư tưởng của anh Huỳnh Quốc Huy. Thì khi tôi được báo cáo rằng anh Huỳnh Quốc Huy có một người đàn bà từ bên Việt Nam sang, anh đi trốn, tại sao anh lại phải kéo một người đàn bà đi sang trong lúc mà anh đang trốn lánh như vậy? Thì khi mà người đàn bà đó sang, tiền ở đâu để anh tung tăng anh đi anh mua sắm với người đàn bà đó? Anh em của chúng tôi là khi quyết định bảo vệ anh Huỳnh Quốc Huy là phải có những sự kín đáo, những sự kín đáo căn bản của gọi là một, đối với một người bị truy sát. Anh là một người bị truy sát, tại sao anh tung tăng anh đi mua đồ, anh vào siêu thị, anh đi ngày nào anh cũng xuống anh đi ăn ở gọi là các tiệm ăn ở dưới phố. Và kể cả cái chuyện mà
ngay cái vụ án của mẹ Nấm đang ồn lên, anh tung ra một cái gọi là một cái clip, một cái sự kiện rằng anh bị người ta chặn đường, người ta đánh anh như vậy. Cái khu phố đó tôi đến khu phố, sau khi tôi nghe 5 giờ đồng hồ những cái sự ghiêm bắt buộc anh em của chúng tôi phải chịu, cái đó là cái yêu cầu của tôi, anh em của chúng tôi phải ghiêm một số những trao đổi của ông Huỳnh Quốc Huy với hầu hết những phụ nữ ở bên ngoài, những phụ nữ gọi là đặc biệt nổi tiếng của những cái người gọi là cái nhóm làm live stream tại Âu Châu cũng như là tại Mỹ. Tôi cần biết nhân dạng, tôi cần biết tâm tính thật của một người chúng tôi hỗ trợ, và tôi là phải chịu trách nhiệm đối với một nhóm của anh em của chúng tôi. Khi tôi lường định những sự kiện đó, qua cái lường định thứ hai là tôi đi đến cái nơi mà anh Huỳnh Quốc Huy nói rằng anh bị đánh, anh bị đập. Tôi không thể nào hình dung được là trong giờ đó như vậy, vào ngày đó lại có thể xảy ra một cái hành động gọi là đánh người như vậy xảy ra ở trong một cái khu phố hết sức là sầm uất và yên lành. Người Thái, cái khu phố của người Thái đó nó hoàn toàn khác hẳn với đời sống của người Việt Nam. Ở người Việt Nam, văn hóa Việt Nam ngày hôm nay, thằng nào có chút sức lực một chút xíu, thằng nào trâu bò một chút xíu có thể đánh thằng khác, và người dân câm họng. Ở đất Thái là không, anh đánh một người như vậy, đồng bào, tức là những người Thái, họ sẽ không thể yên. Tôi đã cùng với một số những anh em cựu tù của chúng tôi, không phải là anh Long, đi đến đúng cái nơi xảy ra cái sự kiện đó để tìm xem sự kiện nó có xảy ra thật hay không. Cho nên chúng ta muốn trao đổi với nhau để chúng ta thấy rằng chúng tôi đang không tấn công. Một số anh chị em có thể đang vì một cái tính phong nào đó và đang cho rằng chúng tôi đang tấn công ông Huỳnh Quốc Huy, một người tài giỏi của xứ sở. Tôi xin lặp lại với các anh chị em, cho tới giờ này tôi vẫn mến cái tài của anh Huỳnh Quốc Huy. Tuy nhiên chúng ta đã đến lúc nhìn lại vấn đề để chúng ta thấy rằng cái tài mà đi với một cái sự lươn lẹo thì nó sẽ nguy hiểm vô cùng. Và lịch sử của chúng ta đã có những thằng rất tài, thằng Hồ Chí Minh là thằng rất tài, và nó đã làm gì trên đất nước của chúng ta. Trở lại với anh chị em, cũng như Emily đã nói với các anh chị á, là những cái vấn đề cá nhân chưa bao giờ mình đưa lên cái trang Facebook của mình. Thật sự vì cái trang Facebook của Emily một năm rưỡi trở lại đây nó đã trở thành một cái trang chính sự, thời sự, tình hình đất nước nhiều hơn là một cái trang để chia sẻ việc riêng tư. Mình im lặng từ hồi tháng 4 tới bây giờ, mặc dù bản thân mình á, không phải vì nói chuyện tình cảm không, mà nó còn là một cái lòng tin, một cái sự tin tưởng của những người đồng đội với nhau. Bởi vì Emily và anh Huy á, biết nhau hồi 2 năm mấy, và mình cộng tác với nhau. Hình như là nếu một số anh chị đã biết Emily và anh Huy trước đây á, thì đã nhìn thấy là một cái sự cộng tác và hỗ trợ với nhau rất là nhiều. Cho nên nó ngoài những cái chuyện tình cảm, nó còn là một cái tình đồng đội rất là tốt. Cho nên khi mà Huy bảo rằng anh đang bị nguy hiểm, bị truy sát, Emily còn chụp lại một cái tin nhắn mà Huy bảo với Emily rằng em khi nào về với anh. Có nghĩa là anh Huy anh tận cùng trong cái sự đau khổ truy sát như vậy, khốn khổ như vậy, một cái người đồng đội, một cái người yêu mà không về với anh. Cho nên Emily book vé trong vòng 10 ngày tích tắc, mặc dù công việc rất nhiều, để Emily về với Huy. Về rồi trước khi Emily 3 ngày về, trước khi về Việt Nam á, thì Huy lại có cái sự gây cấn với Emily, mà Emily cũng không hiểu tại sao mà anh lại thay đổi như vậy. Nhưng mà cái vé đã book rồi, Emily cứ nói với anh Huy rằng bây giờ dù cho anh có như thế muốn hay không muốn thì em cũng phải thực hiện chuyến đi, bởi vì vé em đã book rồi. Khi mà Emily về tới Việt Nam á, thì Huy mới nói với Emily, Huy có những cái sự trao đổi qua lại với Emily, và hai đứa hàng gắn lại. Cho nên Emily mới đi qua Thái gặp Huy. Các anh chị có nhìn thấy, có hiểu hay không? Không có phải là mình đau bởi một cái tình yêu nó đổ vỡ, vậy thật sự không yêu vẫn làm bạn được, nhưng cái lòng tin đối với nhau đã bị mất. Và thêm nữa là cái vấn đề mà một số cô chú muốn, họ nghi ngờ là Emily đang đánh phá Huy, mà thật sự lúc đó mình bị oan lắm, mình nói không biết nói làm sao để cho mọi người hiểu rằng Emily là cái gì của Huy, tại sao phải đánh phá Huy. Nhưng mà các cô chú là cái người trực tiếp đi tìm hiểu sự thật đó, đầu tiên là chú Nghi,
ngay Lữ. Chú Nghi Lữ đã điện thoại về hỏi Huy rằng: Huy à, Huy có biết Emily hay không? Huy nói là biết Emily và gặp Emily tại Việt Nam, gặp mấy lần tại Việt Nam. Nhưng thật ra Emily và Huy chưa bao giờ gặp nhau tại Việt Nam. Cái chuyến đi Thái là lần đầu tiên Emily gặp Huy. Tại sao Huy phải nói dối? Lần thứ hai là cái chú Trần Thanh mà anh Thành đã nhắc tới, là cái người mà đã giai đoạn đầu đã giúp cho Huy đi tị nạn ở Thái á, thì chú trực tiếp gọi cho Huy và hỏi rằng Huy có biết Emily hay không. Huy nói là gặp Emily một lần uống cà phê xong rồi về, gặp một lần ở Thái uống cà phê xong rồi về. Emily nói thẳng luôn cho các anh chị biết như vậy. Tại sao phải nói dối với các chú như vậy? Chính điều cái sự không trung thực đó đã làm cho các chú nhận diện ra một con người. Và ngày hôm nay Emily làm cái livestream này có tất cả mọi người. Những gì Emily nói sai mời Quỳnh Quốc Huy ra đối chứng. Emily sẵn sàng, nếu Huy không có ai truy sát Huy cả. Emily không phải là cộng sản là sao truy sát Huy? Nếu Emily là cộng sản, thương thương các anh chị biết bây giờ tôi đang đứng bao nhiêu cái trang chưa? Tôi đứng bao nhiêu cái group và các anh chị em mà tôi biết mặt ở trong nước, các anh chị biết bao nhiêu người hay không? Nếu tôi là cộng sản tôi đã tống hết họ rồi, chứ không phải giờ này tôi ngồi đây tôi nói chuyện đâu. Mà Huỳnh Quốc Huy không có gì phải sợ. Anh Thành là người có tên tuổi, có tiếng tăm, ai cũng biết anh hết trơn á, không phải là cộng sản. Đây là một người chạy nạn cộng sản. Nếu như tôi là cộng sản thì tôi đâu có đợi Huỳnh Quốc Huy tới bây giờ để tống tại đất Thái. Tôi nói như vậy để các anh chị hiểu. Rồi hôm nay á, sau cái buổi nói chuyện này, bất cứ thắc mắc nào, bất cứ nghi vấn nào các anh chị cứ đặt câu hỏi, thì Emily sẽ làm luôn một lần minh bạch ở đây cho các anh chị. Và thêm phần nữa là những cái bằng chứng đó Emily sẽ post trên trang nhà, các anh chị cứ vào mà xem. Dạ, mời. Để tiếp lời của Emily á, thì với lại thưa anh Thành và thưa tất cả các anh chị đang theo dõi trong cái cuộc livestream và trao đổi này, để làm cho nó sáng tỏ vào một lần một, để chúng ta nhận được chân tướng của Quỳnh Quốc Huy. Cái thời gian gì rồi đó Quỳnh Quốc Huy tung tin lên là bị truy sát, thật sự là không hề có vấn đề đó. Anh ta tung tin nói là truy sát đánh người ta rồi bị đập cái điện thoại, thật sự là ngay cái chỗ tôi ở. Và tôi đã xuống, ngày hôm sau tôi sẽ xuống tôi hỏi tất cả những buôn bán đó, ở những cái thời điểm đó mà họ nói không có vấn đề gì hết, không có ai mà đánh đập gì ở đây hết. À, tôi đã nghĩ là một suy nghĩ, mà trước khi đó thì cái điện thoại của người ta nó có vấn đề, thì có thể là vợ chồng nó gây lộn nhau đập rồi sẵn một cái dịp này, rồi nghe cái tin là anh Thành nó sắp qua nữa, tạo một cái nguy hiểm, tung lên trên mạng nói là bị truy sát. Thì bây giờ vấn đề thứ hai nữa là nếu mà bị truy sát thì nó không phải có những cái bằng chứng, nó có hình ảnh về tất cả những khu phố ở đây liệu nó đều có camera hết á, nhưng mà thật sự là không hề có. Bằng chứng là cái ngày mà anh ta bị mất cái bóp, mà khi mà dẫn cái cô Mai đầu tiên đi mua sắm ở trên ở Ba Tô Nám đó, bị mất cái bóp đó, và chính tôi cũng là người đi dẫn anh ta đi kiếm nè, đi tới những cái nơi người ta nói rằng bây giờ nếu mà không có biết được chính xác á, thì để người ta mở camera lại để người ta coi, mở camera lại thì không thấy một cái dấu hiệu mà mình bị mất bóp ở nơi đó, và nó nói thôi bây giờ mình để lại cái số điện thoại đi và người ta sẽ có vấn đề, người ta sẽ kêu. Cuối cùng đi nhiều nơi cũng có rồi, nhưng mà cho qua tới ngày hôm sau thì vẫn đi tìm lại được cái bóp của anh ta, không mất một đồng nào hết trơn, trong đó rất là nhiều tiền đô. Thì tôi hỏi là cái số tiền ở đâu ra mà anh ta nói là anh ta không nhận được một cái đồng trợ giúp nào với của người hải ngoại, mà tiền ở đâu mà anh ta dẫn đồ bịch trên ta đi mua sắm ở những cái trung tâm như vậy, mà chính tôi là người đã dẫn đi nè, cái người đầu tiên tôi cũng nghĩ là vợ con anh ta thôi. Nhưng mà thôi, ở đây là nó có chuyện cá nhân. Nhưng mà bây giờ thật sự cái vấn đề của hôm nay là chúng ta phải minh bạch cái vấn đề của anh ta, mục đích Quỳnh Thú Quy có phải là người đấu tranh hay không, và tại sao ông ta lại phải tạo những cái chứng cứ mà nó bất ổn và nó tạo cho nhiều những nghi vấn vậy. Tôi là người đã hướng dẫn và đưa giấy tờ cho anh ta viết cái đơn, và có nhiều anh em nói là Long nên giúp đỡ cho Quy viết cái đơn để mà trình vô cao ủy Liên Quốc để mà lấy cái quy chế tị nạn. Tôi đã đưa và thúc anh ta mấy ngày như vậy, anh ta mới chịu viết, và viết một cách hết sức là sơ sài. Anh ta nói rằng chắc em cũng không có cần phải đi vô ra nè, nhưng mà em có đây nè, em có những cái tòa đại sứ Anh, rồi tòa đại sứ Pháp, rồi Úc, rồi Canada, nó đại Mã Lai gì, tao không biết đưa tùm lum đó, em chỉ cần chạy vô tòa đại sứ là người ta có máy bay nó bốc em đi liền à. Thì tôi nghĩ là anh này không phải, mà anh này anh là cái gì mà có nhân vật gì mà dữ vậy. Nó thôi cái chuyện đó anh sẽ
giải thích cho em biết ở đây nó có nhiều một hai trường hợp nó xảy ra ở đất Thái này rồi, người ta cũng bị nguy hiểm vậy đó, người ta chạy vô tới tòa đại sứ mà khi mà người ta kêu cấp cứu, kêu cầu cứu thì cái nhân viên đó người ta chạy ra, nó nói người ta đứng, người ta nhìn một lát, người ta hỏi là tôi đâu có thấy ai chạy theo anh đâu, đâu có thấy nguy hiểm đâu, anh vô tới đây được, anh đâu có gì nguy hiểm đâu. Thì tôi mới diễn tả lại những cái câu chuyện nó thật như vậy đó cho anh ta biết, nhưng mà một mặt vẫn khuyến khích anh ta viết đơn vào, gửi vào UN, gửi vào Liên Hợp Quốc. Nhưng mà khi mà gửi vào thì đã được nhân viên trong đó gọi hai lần hay ba lần rồi đó, nhưng mà người ta hẹn 8 giờ, anh ta lại 9 giờ, và người ta hẹn 9 giờ thì anh ta lại 10 giờ. Tôi không biết là cái sự trao đổi giữa luật sư UN trong đó là nó đi đến đâu, nhưng mà tôi nghĩ rằng anh này nó không có một cái chứng từ gì á. Nhưng mà sau đó tôi hỏi anh ta là luật sư trong đó, người ta hỏi sao, nó nói là người ta yêu cầu em là phải cung cấp thêm bằng chứng. Tôi mới nói là bây giờ là mỗi một lúc nó mỗi khó, người tị nạn mỗi lúc chạy qua một đông, nên là giấy tờ giả cũng có và người giả cũng có, người thật cũng có, mà đại đa số người giả thì thường người ta lại được quy chế nhiều hơn là người thật, bởi vì người ta biết tạo dựng những cái chứng cứ, những chứng từ. Tôi đã trình bày cho quy biết rõ vậy đó, rồi thì người ta yêu, người ta nói vậy, anh ta nói tôi là em đúng là em không muốn trình vô đây đâu, nhưng mà em có cái quy chế đặc biệt của em là từ trò đại sứ anh của Pháp, của Mỹ, của Đức, thì nói một giây thì tôi cũng biết rõ, biết là nó muốn khi nào nó có nguy hiểm nó chạy vô thì máy bay đậu bốc nó lên, tôi không biết là nó làm cái tầm cỡ gì, tôi không hiểu được. Rồi bây giờ tôi nhường lại cái phần cho anh ta này là mới đi. Các anh chị có còn thắc mắc gì nữa không? Thì nếu như những vấn đề mà các anh chị thắc mắc á, các anh chị đặt câu hỏi ngay bây giờ, mình giải quyết luôn trên cái livestream này. Emily và anh Thành và anh Long sẽ có câu trả lời trực tiếp với các anh chị. Mọi người cứ bắt đầu đi, bắt đầu gửi câu hỏi về đi. Tại vì em biết là những cái vấn đề nó lấn cấn trong cái thời gian vừa qua như vậy á, là Emily nhận được nhiều câu hỏi, nhưng mình chưa có tới một cái thời điểm để Emily công khai nói những việc này. Vâng, thưa các anh chị em, trong cái thời gian chờ đợi các anh chị em gửi những sự tương tác, những câu hỏi, mong rằng là sẽ đều là những câu hỏi nghiêm chỉnh nhé các anh chị em, xin đừng có cái tình trạng là phong phiết gì ở đây. Thì tôi cũng rất là cảm ơn Emily, bởi vì đó là một cái nỗi đau. Tôi là người rất là kỹ cái chuyện là đi guốc vào đời tư của người khác. Đàn ông đi guốc cao gót vào đời tư của người khác, tức là rất là rón rén. Tôi là người không có muốn cái chuyện đó bao giờ. Ngày hôm nay cái chuyện riêng của Emily, tôi coi đây là một hành động can đảm. Có lẽ là trong chúng ta, trong anh chị em, đặc biệt là các chị em, tôi nghĩ là rất hiếm người có được một cái cách hành xử giống như là chị Emily đang hành xử. Rõ ràng đây là vì cái quyền lợi chung mà người phụ nữ này đã phải đem cái chuyện riêng tư của mình ra, phơi ra trước công luận. Đây là một nỗi đau, tôi nhìn sắc mặt của Emily tôi hiểu được cái nỗi đau đó. Và xin chân thành cảm ơn Emily. Điều thứ hai, chúng tôi đang ngồi ở đây là chúng tôi đang làm cái trách nhiệm của một người thông tin. Tôi lặp lại cùng với các anh chị em cái ước mơ và cái luận đoán của tôi là đất nước Việt Nam sẽ có những sự chuyển đổi, và nó chuyển đổi bởi thông tin mà ngày hôm nay đang trở thành vũ khí quan trọng đối với cuộc tranh đấu của chúng ta. Thì mỗi một người, chúng tôi cũng là một người trong các anh chị em, đều phải chịu trách nhiệm với những thông tin mà công cuộc tranh đấu chung của chúng ta đang có. Vấn đề cá nhân, vấn đề riêng tư, vấn đề nhân thân của từng người, vấn đề nghi ngờ của từng nhóm hoặc là của từng tổ chức, thì mỗi một người có trách nhiệm về thông tin phải biết chia sẻ những sự thông tin đó và phải có trách nhiệm. Ngày hôm nay chúng tôi đang thể hiện một cách nghiêm chỉnh trách nhiệm thông tin về một nhân vật quan trọng trong giai đoạn ngày hôm nay và có thể là trong tương lai, đó là anh Huỳnh Quốc Huy. Đối với tôi, trách nhiệm đến đây là xong. Riêng cá nhân tôi đã bạch hóa, đã bạch thoại, và nó có những sự đau đớn của tôi, nó có những sự dằn vặt, nó có những cái tình cảm của tôi, tức là nó là một nỗi đau
khi mà phải nói về Huy như thế này đối với tôi là một nỗi đau. Thì có thể một số các anh chị em trong thời gian qua đã mến mộ Huy, thì tôi mong rằng chúng ta hãy chia ra những cái sân tranh đấu, chúng ta đừng lăng mạ nhau nữa. Ngày hôm nay đã một sự kiện để nói ra sự thật, đem phơi ra, và cuối cùng sẽ là sự luận. Đây là tức là các anh chị em sẽ phải suy luận để tìm ra một cái đáp án cho chính mình, một cái quyết định cho chính mình, là chúng ta chọn ai trong cái con đường đấu tranh của chúng ta. Nếu các anh chị em chọn anh Huy thì đó là một cái lực lượng, và xin nhắm vào mục tiêu của chế độ, hãy nhắm vào chế độ, làm thế nào đó để bằng truyền thông hoặc bằng những cái hình thái nào đó của tổ chức đối với anh Huỳnh Quốc Huy là đánh vào chế độ. Anh chị em chúng tôi cũng vậy, nếu các anh chị em chọn Huỳnh Quốc Huy là một người lãnh đạo của các anh chị em, thì có thể là chúng tôi chọn chị Emily làm là lãnh đạo của chúng tôi, và chúng ta cùng tiến đến mục tiêu của chúng ta, cùng tiến đến mục đích của chúng ta là làm thế nào lay chuyển cái chế độ đó phải đổ xuống. Chúng ta hãy coi đó là một đấu trường, và 5 tháng sau, 1 năm sau, chúng ta sẽ nhận định được ai là người đúng, ai là người sai. Tôi rất mong chuyện đó nó sẽ xảy ra. Emily nhận được một vài câu hỏi ở đây, thì Emily trả lời luôn. Có một bạn, cho Emily chút xíu trở lại, tại vì có nhiều câu hỏi chạy vô. Đâu mất rồi. Có cái câu hỏi là bây giờ nếu mà khi biết sự thật như vậy á, thì các anh chị sẽ làm gì với Huy? Với Emily á, với Emily trả lời trước, với bản thân Emily á, thì cái chuyện nó xảy ra về cái vấn đề cá nhân của Emily nó đã xảy ra từ hồi tháng 4 và mình vẫn im lặng, có nghĩa là mình đã cho qua các bạn, sorry, xảy ra từ hồi tháng 4 và Emily đã im lặng. Thì ngay tới thời điểm này, nếu như mà Huy muốn đối chứng với Emily, muốn gặp gỡ để đối chứng với Emily những gì Emily nói, Emily sẽ bật ngay cái livestream nói một cách công khai minh bạch trước công chúng. Nếu như Huy chịu ra gặp Emily thì Emily sẽ bật livestream làm đối chứng, và khi mà Huy gặp Emily, Emily sẽ bảo đảm không, nếu như Huy gặp nguy hiểm, Emily sẽ là người chịu nguy hiểm với Huy. Còn nếu như mà cái việc mà Huy không có muốn gặp Emily nữa, không dám đối chứng những cái điều này, thì Emily sẽ cho qua. Còn phần anh Thành và anh Long thì Emily không biết, hay là công luận sẽ làm gì thì cái việc này Emily không biết, nhưng với bạn em thân Emily là sẽ cho qua. Tôi nghĩ rằng điều mà Emily vừa mới nói đó, nó nên là một cái thái độ chung của chúng ta. Có những người đang dành cái tình cảm quý mến cho Emily, thì như ban nãy tôi vừa mới gợi ý, hãy đi trên con đường cùng với Emily. Song song đó, những người đang đi với anh Huỳnh Quốc Huy, quý mến anh Huỳnh Quốc Huy, chúng ta có một con đường thứ hai, các anh chị xây dựng con đường thứ hai để đi đến đích. Mục tiêu của chúng ta là lật đổ chế độ cộng sản, hãy bằng hết sức của chúng ta để chúng ta đi đến cái mục tiêu đó. Những cái dị biệt, những cái sự bất đồng chúng ta có thể gói lại trong tim gan của chúng ta. Tôi rất mong anh cũng sẽ như vậy. Rồi, ok, thì trong cái tiêu đề của ngày hôm nay cũng đã ghi rõ cái chuyện này rồi. Thì nếu không ghi rõ thì chúng tôi cũng đâu có bạch quá là mời anh Huy, mà trong cái trường hợp của tôi cũng ra là nguy hiểm hơn anh Huy nữa đó. Tôi có thể nói cụ thể với các anh chị em, như mạng sống của Huy tôi là người quyết định, nhưng chúng tôi sẵn sàng, như một gợi ý của chúng tôi vừa mới gợi ra với các anh chị em, chúng tôi sẽ tôn trọng anh Huy, và mong rằng các anh chị em cùng với anh Huy hãy dốc tâm của mình đi trên cái con đường mà các anh chị em chọn anh Huy là lãnh đạo. Bởi vì có một vấn đề, tại sao nếu mà mình không làm sai mà tại sao không dám đối diện với sự thật? Bao nhiêu lời đồn đoái thì hôm nay cũng là cái cơ hội để cho anh Huy gặp gỡ tất cả những anh em ở đây và để trả lời một cách minh bạch trên cái mạng Facebook cho mọi người hiểu biết mà anh Huy đã. Cái lời kêu gọi rất là tha thiết là muốn gặp anh Huy để giải trình cái vấn đề này, nhưng mà anh Huy lại không ra mặt. Và có một cái comment này trả lời là anh Huy nói là anh Huy không hề biết anh Thành. Tại sao vậy? Tại sao mình phải chối bỏ một cái chuyện thật sự thật nó phủ phàng đến mức độ như vậy? Thì cái chuyện gặp, nếu mà gặp ở đây là hai ngày mà để bắt anh Huy bắt nếu họ cảnh sát có bắt này, bắt tôi trước này. Thế là phải bắt anh Huy.
cũng yeah. Emily xin phép bổ sung một cái việc như thế này, là cái hồi tháng 4 á, khi mà Emily nhận được cái tin của anh Long gọi báo Emily biết là sợ Emily vẫn còn qua lại với Huy á, thì khi mà Emily biết được sự thật thì Emily sẽ bị sốc, bị đau khổ, cho nên anh Long phải gọi và nói với Emily. Nhưng mà các anh chị biết không, Emily rất là sợ người khác biết là anh Huy đang ở Thái Lan, cho nên buộc tôi phải giữ im lặng, mặc dù trong lòng có rất là nhiều bức xúc. Tôi giữ im lặng, các anh chị biết không, tôi bị lừa gạt lòng tin. Tôi giống như một, tôi nói thật với các anh chị á, tôi tin tưởng không phải là một người yêu mà là một đồng đội tốt đã cộng tác với tôi trên 2 năm. Tôi tin Huy rất là nhiều. Các anh chị có biết cái chuyến đi Việt Nam của tôi á, cha mẹ tôi còn chưa biết không, mà là Huy là người duy nhất và đầu tiên được biết cái chuyến đi Việt Nam của tôi. Và tôi nói cái điều đó với Huy, thì cái độ tôi tin tưởng Huy đó như thế nào. Tôi chụp hình cái vé mà tôi đặt đi Việt Nam, tôi chụp hình tôi gửi cho Huy coi mà. Tôi gửi cho Huy, tôi báo ngày đi ngày về, cái giờ tôi xuống sân bay, tôi nhất. Các anh chị thấy một cái người đấu tranh như tôi mà tôi dám minh bạch cái điều đó với Huy, thì cái độ tin tưởng tôi như thế nào. Và khi mà tôi cái việc xảy ra như vậy, tôi sợ là Huy, người ta biết Huy ở Thái thì Huy sẽ gặp nguy hiểm, buộc tôi phải im lặng để giữ an toàn cho anh ấy. Cho tới mãi sau này khi mà Huy công khai với một cô gái khác, thì Huy lại công khai là Huy ở Bangkok, Thái Lan. Huy tự công khai, thì buộc tới ngày hôm nay, tôi nói thật với các anh chị, tôi qua Thái Lan, tôi thấy được cái tấm lòng của anh Long. Tôi, nếu tôi không thấy được tấm lòng của anh Long, tôi không bức xúc tới nhiều tới như vậy, mà tôi phải khui cái việc này ra tôi nói trước công chúng. Bởi vì anh ấy rất là tốt, anh ấy không có gì cả, hai cha con sống rất là tốt, mà cuộc sống mà bây giờ anh chị cũng biết tới nỗi mà khi mà anh Long nhắn cho tôi là Long đang gặp khó khăn, tôi xót vô cùng, tôi xót cho người đồng đội, người anh em của tôi. Mà trong khi đó tôi biết được sự việc không phải riêng anh Long nói tôi đâu, mà tôi đã nói tôi gặp những anh em đang tị nạn bên Thái, tôi đã gặp họ và họ cho tôi biết rằng Huy mấy giờ đi ăn ở đâu, đi ăn ở một cái trung tâm thương mại lớn, ở một cái nơi 200 đô một tháng, trong khi người anh em của tôi là người ân nhân giúp đỡ Huy như thế này phải ở một cái phòng ọp ẹp. Mà vì Huy mà anh phải mướn cái nhà, có cái nhà, mướn cái nhà kia, rồi phải bỏ, phải mướn cái phòng, một cái chỗ mà hai phòng ngăn ra dì Huy. Bây giờ Huy dọn ra, một mình anh phải chịu. Tôi thấy người anh em của tôi như vậy, buộc tôi không thể nào tôi im lặng. Các anh chị đừng có nghĩ đây là một cái cuộc đấu tố, mà phải nghĩ đây là cái sự minh bạch cần phải đưa ra ngoài ánh sáng. Sure. Bởi vì sao? Anh Huy đang là người đấu tranh cho tự do, cho sự thật. Phía sau Huy còn cả một cái lớp trẻ. Tôi nói một lớp trẻ, tôi còn nói tôi khiêm tốn đó. Thật sự cả những cái người lớn tuổi, những cô chú bác lớn tuổi ở hải ngoại rất là tin tưởng Huy. Mà tôi nói nếu như những sự việc này không được minh bạch ra ngoài, cái lòng tin được nuôi dưỡng lớn lên, một lúc nào đó khi mà họ phát hiện sự thật, có phải cái lòng tin bị đánh đổ? Và giống như tôi ngày hôm nay, tôi mất lòng tin. Các anh chị biết khi tôi mất lòng tin, khi tôi bị tấn công, mà tôi là người đứng trong cuộc, tôi là người đã bị tổn thương, mà tôi lại phải nhận những cái sự công kích buộc tôi phải im lặng như vậy. Tôi mất lòng tin tới nỗi tôi luôn muốn luôn đấu tranh luôn. Tôi thấy, tôi nói thật với các anh chị, tôi đã nói một câu chính trị bẩn vô cùng. Vâng, thưa các anh chị em, tôi đang có mặt ở đây tại Bangkok cùng với những đồng đội của mình. Có lẽ trong các anh chị hiếm người nào mường tượng được sự nguy hiểm của tôi khi tôi có mặt tại Bangkok. Cái sự có mặt của tôi tại Bangkok còn nguy hiểm gấp 1000 lần Huỳnh Quốc Huy. Và đối với anh Long, tôi cũng còn nguy hiểm hơn anh Long của 1000 lần. Tôi đi mướn khách sạn. Khi chọn được một cái khách sạn là phải đi qua ít nhất 7 cái khách sạn khác. Chọn một cái phòng là phải tìm xem cái hướng nào nó có thể bắn được vào mình. Cái con đường nào là xe đi được 2 chiều, con đường nào là xe chỉ đi được 1 chiều, và cái điểm nào mình có thể quan sát được để mà tự vệ. Nói điều đó để chia sẻ với các anh chị em rằng chúng ta đang thảo luận ngày hôm nay, như Emily vừa nói, nó không phải là cái chuyện dẫn chơi, nó không phải là chuyện đấu tố, nó không phải là cái chuyện bức xúc của một cá nhân với một cá nhân hay là với hai cá nhân. Tôi từ Pháp sang tới bên này, tôi biết tôi sẽ phải đối diện với sự nguy hiểm đến như thế nào. Bao nhiêu anh em của tôi cản lại, Thành ơi đừng có đi. Và khi tôi quyết định tôi giúp cho Huy, biết bao nhiêu những anh em của tôi nói là thằng Huy nó rất nhiều sự nghi ngờ, bao nhiêu chứng cứ, bao nhiêu những cái sự kiện liên quan đến Huy, và tại sao mày phải bảo vệ nó như vậy. Tức là những người đàn anh của tôi khắp năm châu, đừng quên rằng lực lượng cựu tù của chúng tôi không phải là mù,
Tôi là em út của lực lượng cựu tù, những người cả 20 năm tù, những người tử hình xuống chung thân, những người ngày hôm nay sống lang bạt khắp nơi trên thế giới. Họ nói với tôi, Huy, nó không phải là cái một cái điều gì đó quan trọng để mà mày phải liều mạng mày về tới một cái đất gọi là vùng đất lửa, tức là về tới Bangkok. Chúng ta cần mày sống. Nhưng vì danh dự của anh em chúng tôi, vì danh dự của một người bạn của tôi quyết tâm tôi đến đây để tìm ra chân tướng. Bởi vì quan điểm của tôi, khi danh dự của chúng ta không còn thì chúng ta không làm được gì hết. Tôi đã từng là một người bị bôi nhọ, bị làm cho mất hết danh dự của mình suốt 7-8 năm trời bởi một cái tổ chức ma quái. Và cái tổ chức ma quái ngày, cái tổ chức ma quái đó ngày hôm nay, qua một cái nick của Đào Bá Kế, tôi nhìn thấy bóng dáng của ông Huy, ông Huỳnh Quốc Huy đang nằm trong vòng tay của cái tổ chức đó. Nói điều đó không phải là tôi thù hận gì cái tổ chức đó cả, nhưng muốn nói rằng cái con mắt và cái bàn tay, cái móng vuốt của kẻ thù, nó lợi dụng trong cái sự hỗn loạn của anh em chúng ta, nó lợi dụng cả cái tấm lòng của chúng ta với nhau. Khi chúng ta hời hợt về truyền thông thì chúng ta rất dễ dàng lăng mạ. Tôi thấy rất nhiều những cái comment nói rằng cái con tóc bạch kim rồi là cái con tóc vàng nó là cộng sản. Tôi xin nói với các anh chị nhé, nếu tôi là cộng sản thì tôi xin xác định với các anh chị là các anh chị đấu tranh đến muôn đời không lật đổ được cộng sản đâu. Và nếu Emily là người cộng sản thì các anh chị em cũng sẽ đấu tranh đến muôn đời không thắng được cộng sản đâu. Phải nhìn rất rõ những người gọi là có ý thức, những người có ý chí, những người thể hiện được tấm lòng của mình ra đối với đất nước. Ngày hôm nay, những thằng cộng sản nó không còn những thứ đó nữa. Cho nên chúng ta, những người như Emily, là những thứ đặc sản, là những thứ đặc quyền của dân tộc. Bản thân tôi cũng vậy, bản thân ông Long cũng vậy. Chúng tôi là những đặc sản của dân tộc. Không thằng cộng sản nào có cái thứ đặc sản như chúng tôi hay như Emily của ngày hôm nay. Cho nên các anh chị em hãy mở mắt mình ra để lớn lên, đừng mãi mãi trẻ con. Em lại nhận được một cái câu hỏi ở đây á, một cái câu hỏi này, nhưng mà em lại nghĩ rằng có khá nhiều người thắc mắc, và tôi cái ngày hôm nay mình tôi trả lời cho các anh chị luôn. Tại sao em lại về Việt Nam đi từ Nam chí Bắc thì không sao, nhưng Nancy Nguyễn, Mã Tiểu Linh về là bị tóm liền? Phải chăng đánh giá của an ninh cộng sản Emily không nguy hiểm bằng hai người kia? Người ta cứ đặt Emily lên một cái bàn cân, tôi là cộng sản bởi vì tôi đi Việt Nam chứ bắt tôi chửi cộng sản ra rã mà không có thằng nào dám đụng tôi, không có thằng cộng sản nào dám đụng tôi. Chính vì cái lý do đó mà các anh chị quy chụp tôi là an ninh cộng sản. Thưa các anh chị có đồng hành cùng tôi trên những chuyến đi mà 10 giờ khuya tôi phải lặn lội từ Hà Tĩnh, tôi phải ngồi trên một chiếc xe dù từ Hà Tĩnh, cha phải đưa tôi ra xe và tôi phải đơn độc từ Hà Tĩnh đi về Sài Gòn. Một đứa con gái ở đất Mỹ, lớn ở đất Mỹ mà tôi phải ngồi những chiếc xe trên 30 tiếng đồng hồ một chiếc xe dù tôi về Sài Gòn. Các anh chị có đồng hành cùng tôi trên những chiếc xe đó hay không? Các anh chị có biết khi xe hư 2 giờ rưỡi sáng giữa đường, các anh chị biết tôi phải đứng trong tôi đơn độc như thế nào hay không? Các anh chị biết những tôi bị phát hiện giữa đường, tôi phải đón một chiếc xe khác từ ngay quãng giữa đường đó tôi đi Nha Trang, rồi từ Nha Trang tôi phải đi Đà Nẵng, từ Đà Nẵng tôi phải chạy về Hà Tĩnh. Các anh chị có nhìn thấy những cái khoảng đêm mà tôi phải đón xe dù tôi đi như vậy hay không? Các anh chị có thấy những cái hình ảnh mà tôi đi tới đâu á là người ta cũng chụp hình tôi, người ta cũng liếc nhìn tôi. Như tôi đã nói với các anh chị rồi, tôi làm những điều cộng sản sợ chứ tôi không sợ cộng sản làm. Tôi đã dám tuyên bố một câu, người nào muốn đập tôi cứ đến đập tôi chờ. Và nếu như cộng sản giết tôi chết hay đánh đập tôi mà tiếng nói của tôi mạnh mẽ hơn, cái sức vang tôi nhiều hơn, tôi sẵn sàng để cho cộng sản cắt cổ tôi. Tôi không sợ những cái điều đó, tôi đã nói với các anh chị rồi. Hãy làm những gì cộng sản sợ, đừng sợ những gì chúng nó làm. Các anh chị có biết cái con đường tôi đi từ Việt Nam sang Thái Lan này nó trầy trục tới như thế nào hay không? Các anh chị có thấy không? Các anh chị bảo rằng là tôi không bị cộng sản, nó không dám làm gì tôi. Tôi nói tôi có một cái lý do để tôi không dám nói những cái điều đó, mà ngày hôm nay các anh chị ép tôi vào một con đường tôi phải minh bạch những cái điều này. Thưa các anh chị, khi tôi về,
tôi không dám nói tôi là một nhân vật thiên tài gì mà tôi về Việt Nam tôi có thể làm được những việc đó. Tôi có một trái tim yêu Việt Nam và tôi làm những cái điều đó. Tôi muốn thổi cái lửa mạnh mẽ vào người dân của Việt Nam mình, đứng lên đấu tranh đi. Tôi muốn cho các anh chị hải ngoại nhìn thấy tôi về tôi không sao hết. Các anh chị hãy tận dụng những cái quyền công dân tự do, các anh chị về trong nước đấu tranh đi. Cộng sản nó có thể bắt anh chị đó, nhưng nó không có thể giết anh chị đâu. Hãy dùng mà biết dùng cái trí của mình, dùng cái quyền của một công dân tự do và đối xử lại với tụi nó, mà đối đãi với tụi nó. Tôi giấu những cái gì tôi đang gặp bởi vì tôi không muốn các anh chị em, những người phía sau lưng tôi bị trùng trí. Các anh chị có hiểu không? Đây có một nhân vật ở đây mà tôi vì bảo vệ nhân vật đó mà tôi không có tiện nêu tên. Tôi nói thật, cái người đó đã đi với tôi á, đi với tôi trong cái chặng đường từ Việt Nam sang Thái. Cái người đó không có biết gì về đấu tranh hết. Cái đứa em đó, nó đã phải bật lên một câu rằng: chị ơi, bây giờ em mới thấy rằng cuộc đấu tranh này, những người đấu tranh vất vả, bây giờ em mới thấy. Nó không phải là một người đấu tranh, nhưng mà nó nhìn thấy tôi đi một cái chuyến đi như vậy. Các anh chị biết tôi hả? Đêm 10 giờ mấy khuya chú nghi lữ gọi về cho tôi phải mắc mơ ngoài đường, ngoài biên giới. Các anh chị có biết những cái điều đó không? Tại sao tôi không than? Bởi vì tôi không muốn các anh chị sợ hãi, tôi không muốn các anh chị lùi bước, các anh chị hiểu chưa? Còn tôi không bị cộng sản chụp là bởi vì từ những cái bài học từ Nelson Nguyễn, từ cô Mã Tiểu Linh, trước khi tôi đi Việt Nam là các anh chị hải ngoại đã gọi tới các lãnh sự quán và báo rằng cô Emily, cổ đang ở Việt Nam, cổ là công dân Mỹ và có thể cô bị nguy hiểm. Hồ sơ của tôi lãnh sự quán có, các lãnh sự quán Úc này nọ cũng đã biết hồ sơ tôi đang ở Việt Nam. Bây giờ cộng sản nó muốn đánh vào tôi thì nó cũng phải nhìn công luận quốc tế chứ. Cái thời của tôi về khác với cô Mã, khác với Nancy Nguyễn là bởi vì truyền thông của tôi quá mạnh. Các anh chị nhớ rõ ràng cái trang của tôi đùng một cái trên mấy chục ngàn lượt follow. Nó muốn đụng tới tôi đã nói với các chị, tôi đi bạch ra cho nó thấy rằng nếu như các người đụng vào tôi mà tiếng nói tôi mạnh hơn, sức vang tôi nhiều hơn, dân chịu đứng lên, tôi chấp nhận. Vì những cái điều đó, và nếu như tôi là cộng sản và tôi là một thằng cộng sản á, mà nó làm được những việc như tôi làm á, để cho dân đứng lên một cuộc biểu tình như vậy, cũng được nữa các anh chị. Các anh chị còn thắc mắc gì nữa không? Cứ gửi những câu hỏi để tôi giải đáp hết ngày hôm nay cho các anh chị. Rất mong các anh chị em, có lẽ là tôi cũng có những sự bức xúc. Xin lỗi tôi dùng chữ bức xúc, ít hay nhiều nó cũng quen đi rồi, dẫu rằng nó không có chính xác lắm trong cái bối cảnh như thế này. Emily cũng có những sự bức bối, tôi cũng có những sự bức bối, và cái cách trình bày anh Long cũng vậy, có những sự bức bối. Cách trình bày của chúng tôi có thể có những lúc nó sắc máu, không biết nói chữ sắc máu có đúng hay không, tức là nó có vẻ quyết liệt. Thì rất mong rằng chúng ta thông cảm với nhau, bởi vì chúng tôi đang nói với tấm lòng của chúng tôi không giấu điều gì cả. Và hãy xin các anh hãy nhìn chúng tôi bằng một cái nhìn nghiêm chỉnh. Chúng tôi không kêu, chúng tôi không van nài, chúng tôi không kêu xin các anh chị em hãy thương chúng tôi, không có. Chúng tôi không muốn làm điều đó. Tự trọng của chúng tôi không cho phép chúng tôi phải van xin lòng thương hại của bất kỳ ai cả. Mà chúng tôi yêu cầu và chúng tôi tha thiết một cái sự nhìn nhận nghiêm chỉnh để chúng ta tiếp tục cùng bước đi. Nếu anh Huy ngày hôm nay, ngày mai anh thấy rằng anh vẫn con đường của anh đi, anh vẫn có những đồng đội của anh, thì mong rằng anh hãy lao về phía trước mạnh mẽ hơn, sắc bén hơn. Nếu có thể hỗ trợ được tôi vẫn hỗ trợ, và trong một cái chừng mực nhất định tôi ước mơ rằng mỗi một ngày anh sẽ vững mạnh hơn, anh sẽ sâu sắc hơn và anh sẽ thật hơn. Cái điều đó, cái điều quan trọng nhất đối với tôi là anh thật. Không phải riêng cá nhân anh mà tất cả những anh chị em khác cũng thế. Hãy thật lòng với nhau, hãy thẳng thắn với nhau. Các anh chị em cứ tiếp tục gửi câu hỏi về đi, và em muốn là trong cái ngày hôm nay á, là có sẵn một cái dịp ba anh em ngồi với nhau như thế này thì sẽ cùng gỡ những cái vấn đề chúng ta khuất mắt. Và em cũng xin lỗi với các anh chị rằng Emily có một sự bức xúc, không mất bình tĩnh.
Bởi vì cái suốt thời gian qua Emily, nói thật với các anh chị, Emily bị stress tới mỗi nửa đêm á. Tôi khủng hoảng, tôi giật mình dậy, tôi đập đầu vào trong cái thành giường, các anh chị biết không? Tôi không thể nào tôi nói những cái điều này ra công luận, tôi ngồi tôi than thở để mong các anh chị thương. Nhưng mà nếu các anh chị đặt hoàn cảnh vào tôi nói thật với các anh chị biết tôi đem về á, 30.000 đô, gần 30.000 đô. Cái plan của tôi đi Việt Nam chỉ có một tháng thôi, bây giờ nó kéo dài trên 3 tháng. Bằng tiền túi của tôi, bằng mồ hôi nước mắt của tôi và tôi đi cái chuyến đi như vậy. Tôi với cái tâm của tôi, với cái tình yêu quê hương của tôi bị cộng sản chụp mũ. Tôi không quan tâm tụi nó, bởi vì tụi nó là đối với người yêu nước á, là đối thủ của tôi, là cái gai mà tụi nó muốn bẻ. Tôi không quan tâm tụi nó. Nhưng rồi tôi bị những người anh em, những người đồng đội mà nó thật tôi chưa có học cách nói với họ bao giờ, tôi chưa có một cái sự thù hằn với họ bao giờ. Họ chụp mũ tôi là Việt Tân, bây giờ họ chụp mũ tôi là cộng sản nằm vùng. Thì các anh chị đặt trường hợp của các anh chị vào cái vị trí của Emily, các anh chị có đau không? Tôi phải bất chấp những cái nguy hiểm, tôi đi về đêm, tôi không dám than thở cùng ai hết, tôi chịu. Tôi nói thật với các anh chị, có một vài anh em thân với tôi á, có nhiều đêm á, các em đó phải giữ phone với tôi để tôi ngủ yên nhất. Nửa đêm tôi quảng, các anh chị biết tôi ở sông Ngọc á, có những đêm tôi quảng và tôi bật khóc nửa đêm. Và người em đó, tôi nghĩ là nó đang xem cái livestream này mà nó biết. Chị ơi, chị ngủ đi, em đây nè chị. Và đêm nào nó cũng phải giữ phone với tôi cả sáng đêm để cho tôi ngủ yên nhất. Các anh chị có biết, cho tới thậm chí 2 ngày trước đây, khi tôi quyết định làm cái livestream này, tôi phải dằn vặt bản thân tôi kinh khủng lắm. Tôi không muốn mang những cái việc này ra ngoài công chúng, phải nói về người đồng đội của mình, người mình đã từng yêu thương, tôi phải mang anh ấy ra công luận như thế này. Các tôi đang ở hiện, tôi đang ở nhà một người bạn. Các anh chị biết tôi nửa đêm tôi bật dậy, cái đầu tôi đập vào thành giường mà tôi căng thẳng mấy đêm liền như vậy. Chẳng lẽ tôi phải viết status, tôi than với các anh chị là tôi đang bị stress tới mức vậy hay sao? Cho nên khi mà tôi bức xúc á, tôi phải giải bài những cái điều ra, tôi muốn mình clear hết những cái vấn đề này. Và những người đang đấu tố tôi là Việt Tân, là cộng sản, xin các anh chị, nếu các anh chị nói các anh chị yêu quê hương này, các anh chị đấu tranh cho tự do, cho nhân quyền, thì các anh chị hãy còn một chút lương tâm. Hãy còn một chút lương tâm. Khi các anh chị muốn đấu tố tôi là Việt Tân, đấu tố tôi là cộng sản, xin các anh chị hãy đưa ra bằng chứng. Giống như tôi nói hôm nay, khi mà tôi nói về Huỳnh Quốc Huy, tôi dám mời nhân chứng vật chứng, tôi dám mời Huỳnh Quốc Huy đối diện với tôi. Tôi đã nói với các anh chị và tôi có bằng chứng, chứ không phải tôi vu khống ai cả. Còn các anh chị đang vu khống tôi là Việt Tân, Phường cộng sản nằm vùng, xin các anh chị trưng ra bằng chứng, đừng vu khống tôi một cách vô lương tâm như vậy. Vâng, thưa các anh chị em, Emily ơi, chúng ta chừng 10 phút nữa thôi, nếu không có sự tương tác, nếu không có những câu hỏi nghiêm chỉnh thì chừng 10 phút nữa chúng ta chấm dứt nhé. Vâng, thưa các anh chị em có thể đặt những câu hỏi, và tôi nghĩ rằng đây là cái cơ hội để chúng ta nói với nhau và nói một lần rồi thôi. Nói xong thì chúng ta mỗi một người một thứ hành trang, tiếp tục trên con đường của chúng ta. Xin đừng dừng lại và hãy coi rằng đây là một cái cơ hội để cho chúng ta trưởng thành hơn, cơ hội để chúng ta lớn thêm. Đừng bi quan. Và anh Long cũng vậy, Emily cũng vậy. Bản thân tôi đã là một người từ trong nhà tù đi ra năm 1999, và 8 năm trời đã bị gọi là một thằng ăn cắp tiền của đồng bào, một thằng tình báo cộng sản huấn luyện. Khi đó truyền thông quá yếu ớt, khi đó muốn nói lên được một tiếng nói của mình không có phương tiện để nói. Ngày hôm nay Facebook, ngày hôm nay livestream, ngày hôm nay phương tiện truyền thông toàn cầu tự do đang tạo điều kiện để cho chúng ta không còn sợ hãi. Mỗi một người đều có sẵn một cái cơ quan truyền thông cho mình, và nếu tấm lòng của chúng ta thẳng thắn, chúng ta sẽ bằng với tấm lòng đó, bằng sự thẳng thắn đó để đi đến được với những người yêu nước khác. Ok, bây giờ thì cũng trễ rồi, cái livestream nó cũng khá dài. Thì cảm ơn các anh chị tham gia trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Và Emily cũng nhắc lại như thế này, những cái gì mà Emily đưa ra
để minh bạch những cái thời gian qua mà mình bị im lặng một thời gian quá dài. Thì hôm nay mình clear xong những vấn đề này, Emily cũng nói rằng không có muốn lặp lại nữa và cũng không có muốn lôi những cái sự việc này ra để phải nói về người anh em đã từng là một đồng đội tốt của mình nữa. Thì những cái khúc mắc gì Emily sẽ giải quyết ngày hôm nay, ngày mai nữa là xong, khi vấn đề được khép lại thì mình đóng lại luôn. Và không có, cũng như anh Thành, Vinh, anh Long, Emily nói đây, chuyện gì của Huỳnh Quốc Huy là chính thức khép lại và bỏ qua. Như vậy thôi, mình chỉ muốn minh bạch ra ngoài để xong một lần, chứ không có ý là mình đấu đá hay đấu tố nhau gì cả. Cảm ơn các anh chị. Có thắc mắc gì thì mình giải quyết sau. Dạ, cảm ơn các anh rất là nhiều. Bỏ qua nha Huy, hãy tiếp tục đi và càng ngày càng sắc bén hơn, càng ngày càng thật lòng hơn. Xin chào các anh chị em. Tôi hơi đùa một chút xíu với anh Long là bởi vì anh Long là một cái người rất là ít nói, và tôi trong cái thời gian vừa qua đó là bị trở thành một cái người nói hơi nhiều, cho nên vì thế là tôi cướp lời của anh Long để mà cho chúng ta cái quỹ thời gian trao đổi của chúng ta trên cái live stream này nó sẽ ngắn lại. Ban nãy tôi có trình bày về cái tấm lòng của tôi, cái tình cảm của tôi đối với anh Huỳnh Quốc Huy, không phải chỉ riêng với anh Huỳnh Quốc Huy. Cộng đồng Facebook của chúng ta đang có đối diện với một cái phương tiện mà tôi coi đó là một cái phương tiện chiến đấu hết sức hữu hiệu về truyền thông, đó là live stream. Và trong thời gian vừa qua, khoảng 7-8 tháng vừa qua, cộng đồng Facebook Việt Nam của chúng ta xuất hiện những người làm live stream hết sức là xuất sắc. Thí dụ như là chị Mã Tiểu Linh, thí dụ như là chị Lisa Pha, kể cả chị Trang Lê, rồi anh Tân Thái, khá là nhiều các anh chị em bên Mỹ cũng như là bên Âu Châu. Thì đối với tôi là một người đã chớm thời già rồi, và chúng tôi nhìn thấy cái con đường đấu tranh, bước chân của chúng tôi đã bắt đầu gọi là lẩy bẩy rồi, cho nên nó đưa đến một cái thái độ là phải tìm ra được những người trẻ để hỗ trợ, để giúp đỡ, để chia sẻ. Trong cái tâm thức đó, tôi dẫu rằng có rất nhiều những sự phản bác chung quanh đối với trường hợp là tôi hỗ trợ cho anh Huỳnh Quốc Huy. Ban đầu khi hỗ trợ cho anh Huỳnh Quốc Huy chỉ có 3 đến 4 người mà thôi, và chúng tôi hết sức là khó khăn để làm những cái quỹ riêng chỉ có 4 người thôi. Và khi đó ban đầu đó là tôi có nói với anh Huỳnh Quốc Huy một cách hết sức là rõ ràng rằng anh Huỳnh Quốc Huy không có một cái nợ nần gì đối với chúng tôi cả. Bởi vì đây, đối với chúng tôi, đây là bổn phận. Chúng tôi coi đây là bổn phận để hỗ trợ và bảo vệ cho những người trẻ hoạt động đấu tranh, trong đó đặc biệt là anh Huỳnh Quốc Huy. Khi anh Huỳnh Quốc Huy thông báo rằng ra bên ngoài rằng có quá nhiều sự nguy hiểm và bị truy sát, thì lúc đó, giai đoạn đó, tức là khoảng tháng 3, thì một Facebooker tại Hòa Lan đã từng tù đầy tại Việt Nam, tức là Facebook Trần Thanh. Anh Trần Thanh là một người tù mười mấy năm và trốn được trại tù, thoát ra được bên ngoài. Trong cái tình liên đới giữa những người tù chính trị với nhau đó, khi anh Trần Thanh đưa ra một cái lời kêu gọi như vậy là anh em chúng tôi ngồi lại với nhau ngay tức khắc để tìm cách hỗ trợ cho Huỳnh Quốc Huy, bởi vì anh Trần Thanh xác định rằng Huỳnh Quốc Huy thứ nhất là người tốt, cái thứ hai Huỳnh Quốc Huy là người cùng địa phương đối với anh Trần Thanh. Đó là cái lý do mà tôi cật lực chia sẻ với anh Huỳnh Quốc Huy. Song song đó là những cái live stream của anh Huỳnh Quốc Huy anh Huỳnh Quốc Huy trình bày rất nhiều những cái vấn đề, và là những cái vấn đề nóng bỏng. Đối với tôi coi đây là một giá trị. Có thể ngày hôm nay một số người đang nhìn tôi và chị Emily hay là anh Long rằng chúng tôi đang tấn công Huỳnh Quốc Huy. Xin không nên nghĩ như vậy, bởi vì nghĩ như vậy là hết sức là sai lầm, nghĩ như vậy là hết sức là công bằng, nghĩ như vậy nghĩa là chúng ta đang là cái false. Mà trong đấu tranh đừng khi nào coi đấu tranh là một cái sân khấu. Anh ngồi ở dưới và anh vỗ tay khi một thằng hề trèo, một cái thằng trèo hề, một cái thằng diễn vai hề nó diễn xuất sắc là chúng ta vỗ tay. Đừng bao giờ nhìn cuộc đấu tranh là sân khấu. Đây là điều tôi muốn yêu cầu với tất cả các anh chị em, những người đang ứng xử truyền thông của ngày hôm nay. Chúng ta đang
tận dụng, đang có một cái cơ hội để sử dụng cái kỹ thuật truyền thông, đặc biệt là Facebook, đặc biệt là livestream, thì chúng ta khi thụ hưởng, khi hưởng thụ được cái thành quả của truyền thông đó, thì chúng ta cũng phải có trách nhiệm đối với việc truyền thông. Xin hãy đứng vào cuộc đấu tranh. Ông Huỳnh Quốc Huy kêu gọi các anh chị em đứng vào trong cuộc đấu tranh, lăn vào cuộc đấu tranh, và xin mời các anh chị em lăn vào cuộc đấu tranh. Khi đi vào cuộc đấu tranh, đừng nhìn ai là lãnh tụ, đừng nhìn Phạm Văn Thành là lãnh tụ, đừng nhìn Emily là lãnh tụ, và đừng nhìn Huỳnh Quốc Huy là lãnh tụ, bởi chính Huỳnh Quốc Huy luôn luôn xác định rằng cuộc đấu tranh này không cần lãnh tụ. Và quả thực tôi đã quý trọng Huỳnh Quốc Huy, và thậm chí tôi đã nói trên livestream của tôi rằng có những lúc tôi phải coi Huỳnh Quốc Huy là thầy của tôi, những lúc nha, chứ không phải là lúc nào tôi cũng coi Huỳnh Quốc Huy là thầy của tôi. Cho nên một số các anh chị em còn mang qua còn mang lại trên các status, thậm chí có những người tôi gọi là những người cầm đèn chạy trước ô tô dạy chúng tôi rằng à, ngày hôm nay đề cập đối với Huỳnh Quốc Huy như vậy nghĩa là giết Huỳnh Quốc Huy, rồi là ông Thành phải như thế này, ông Thành phải như thế kia. Đó là một người tôi cũng đã từng giúp đỡ, kể cả giúp đỡ cho gia đình của người đó nữa, trong những cái nỗ lực để mà cho tìm cách thân nhân của họ được định cư tại Pháp. Tôi làm, anh em chúng tôi làm hoàn toàn không tiếc nuối gì cả. Và ngày hôm nay một người tôi gọi là cầm đèn chạy chiếc ô tô, cái quá trình chiến đấu của cái người đó, tức là anh Huỳnh Bá Hải, cái cách comment của anh Huỳnh Bá Hải thú thực đó, tôi rất là ngạc nhiên. Bởi vì từ trước đến giờ tôi luôn luôn nhìn anh Huỳnh Bá Hải là một người, tức là một người đàn em. Đàn em nghĩa là phải học hỏi rất nhiều, chưa kể là cái tật gọi là cái tật lắp ba lắp bắp, lúc nào cũng cầm đèn chạy chiếc ô tô cả. Cho nên từ cái chuyện của anh Huỳnh Bá Hải, rất muốn chia sẻ với các anh chị em chúng ta rằng chúng ta phải có trách nhiệm ứng xử truyền thông, chúng ta phải xử lý cái kỹ thuật của truyền thông, đồng thời phải đem lòng tự trọng của chúng ta đối với truyền thông, đối với những cái bổn phận của chúng ta đối với truyền thông. Đừng có ấp và đừng, đặc biệt đừng có vỗ tay khen như coi cuộc đấu tranh, những người hoạt động của cuộc đấu tranh như là những diễn viên trên sân khấu. Và cuối cùng là muốn khẳng định với các anh chị em rằng chúng tôi đã giúp đỡ Huy, đóng ngoặc kép, mở ngoặc kép cái chữ giúp đỡ, và Huy không hề cần phải mang ơn gì đối với chúng tôi cả. Mang ơn hay không là mang ơn đối với đất nước, mang ơn hay không là mang ơn với cái nghĩa vụ của công cuộc chung, chứ đối với chúng tôi zero. Lặp lại với anh Huỳnh Quốc Huy và với cộng đồng đang theo dõi, tôi luôn luôn vẫn quý anh Huỳnh Quốc Huy. Tôi sang bên này từ Paris rất bận việc, tôi sang bên này mong ước của tôi là có những cái sự kiện nó diễn ra trong thời gian vừa qua đối với những người làm livestream, nó bị ồn lên, nó bị rất nhiều những lời qua tiếng lại, và tôi rất muốn ở cái vị trí của một người đàn anh sang bên này để tận mặt, ba mặt một lời, bốn mặt một lời, năm mặt một lời. Để vâng, tôi và anh Long xin chào các anh chị em nhé. Ngày hôm nay chúng ta đang có mặt chung với nhau với chị Emily để chúng ta cùng nhau, tôi không dám gọi là giải quyết đâu, nhưng mà chúng ta cùng với nhau để làm sáng tỏ một số những vấn đề đang xảy ra trong cộng đồng Facebook và hoạt động truyền thông của chúng ta. Tôi nghĩ rằng đó là trách nhiệm chung, cũng không phải là trách nhiệm của một vài cá nhân. Và rất mong rằng các anh chị em chúng ta xin đừng bao giờ nghĩ rằng chúng tôi đang tấn công ai cả. Chúng tôi đang tự vệ, và tự vệ với một tấm lòng của những người, con người đi vào cuộc đấu tranh này, hai thế hệ đang gặp nhau. Anh Long gửi lời chào và giới thiệu một chút về anh cho cộng đồng mạng và Facebook biết. Chào tất cả các anh chị, tôi là Trần Văn Long, cùng trường nghiệp chính trị, và cũng đã từng ở chung trại với anh Thành và người bạn trẻ ở đây, Emily. Xin chào tất cả các anh chị. Thưa các anh chị, cách đây khoảng vài tuần Emily có viết một cái status, và Emily có nói rằng mạo danh con cái Chúa, lừa tình, phản bạn và gạt tiền. Cái status đó làm cho rất là nhiều anh chị em đặt câu hỏi và muốn Emily minh bạch cái việc này, nhưng mà cái thời điểm đó là Emily chưa có được phép minh bạch điều này, thì Emily phải chờ đợi một cái thời điểm thích hợp nhất. Và cho đến khi anh Thành qua bên đây, anh em có cơ hội gặp nhau và cùng ngồi xuống nói chuyện,
thì Emily mới quyết định cái ngày hôm nay là anh em có anh Thành, có anh Long ở đây, mình sẽ giải đáp hết những cái thắc mắc của các anh chị Facebooker. Chúng ta đấu tranh cho tự do, cho sự thật. Thì Emily không có lý do gì mình phải đưa ra một cái vấn đề mà mình lại ậm ờ. Emily không có ý định ậm ờ, mà chỉ chờ đúng một cái thời điểm mà nó thích hợp mình đưa ra thôi. Thì Emily xin giới thiệu một chút. Cái chủ đề ngày hôm nay thì nó có liên quan tới nhân vật chính. Emily ở đây nêu tên rõ ràng đó là Huỳnh Quốc Huy. Thì anh Long, một chút mình giới thiệu, đây là anh Long, người đã đích thân đưa Huỳnh Quốc Huy qua Thái Lan, giúp đỡ người anh em đến nơi an toàn. Và trong suốt những tháng đầu tiên là anh Long giúp cho Huỳnh Quốc Huy chỗ ăn, chỗ ở. Và đã con của anh á, con trai của anh Long á, là đã nhận rất là nhiều nguồn tiền tài trợ đến cho Huy. Anh Thành là cách, có lẽ ở đây anh liền nhường lời lại cho anh Thành để anh Thành giới thiệu. Anh Thành ơi, anh Thành tự giới thiệu một chút cho các anh chị em Facebook của Trang nha, em biết à. Dạ vâng, thưa các anh chị em, tôi cũng như anh Long là một số những người Việt Nam mà bị bắt cầm tù của cái giai đoạn thời kỳ năm 1980 và giai đoạn 1990. Tôi bị bắt hai lần. Và năm 1993 khi mà tôi trở về lần thứ hai, để mà tức là bị thất bại bị bắt ấy, thì tôi trở về sau khi tôi đã ở Pháp khoảng 10 năm. Tất cả những cái hành động của chúng tôi đó, một số người có lẽ là không hiểu vì lý do gì, bởi vì bản thân chúng tôi nhìn cái hành động tham gia cuộc đấu tranh của chúng tôi nó hết sức là tự nhiên. Mỗi người có một cái duyên đối với công cuộc đấu tranh. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng là chúng tôi là quan trọng cả. Thì một số những cái trao đổi gần đây trên trang của anh Huy và trên một cái status của anh Huy thì thú thật là nó gây một cái, đối với tôi là một sự hết sức là ngỡ ngàng. Tôi rất quý anh Huy, tôi rất rất quý anh Huy. Và chính vì cái chuyện mà tôi quý anh Huy, tôi làm ra một cái quỹ với một số những anh chị em hoạt động nhân quyền của Âu Châu và của Mỹ đó. Là trong nội bộ của những người hoạt động trong nhóm của chúng tôi cũng có những sự bất đồng. Tức là có những người không tin anh Huy. Nhưng tôi xác định rất rõ ràng rằng cái việc gọi là bảo vệ anh em, việc hỗ trợ anh em, những anh em trẻ làm live stream, những anh em trẻ nói lên tiếng nói của mình đó, tôi coi đó là bổn phận. Cũng giống như những giai đoạn năm 1980, 1990, tôi với những người như anh Long bước chân vào cái cuộc đấu tranh đó là do cái tấm lòng tự nguyện của chúng tôi. Và chúng tôi bước vào cuộc đấu tranh hết sức bình thường, không khi nào có cái thái độ khỉ đột, tức là phải vỗ ngực rằng là tôi là người quan trọng. Cho nên có một số những anh chị em, ngay như trên cái STT mới đây, status mới đây của anh Huy thì có vẻ như là hơi coi thường, hơi miệt thị một chút xíu về những người đã từng có một cái quá trình đấu tranh mà bị tù đầy 20 năm. Thì tôi nghĩ rằng nó hơi bất công cho cái giai đoạn lịch sử cận đại. Chứ còn đối với những người như chúng tôi thì cái sự bất công nó đã là điều hết sức bình thường rồi. Chúng tôi đã là những người như anh Long 20 năm sống trong nhà tù một cách cô độc, một cách cô đơn. Tôi cũng thế. Cho nên đối với chúng tôi đó, thì đây đang là một cái hành động mang tính cách tự vệ để bảo vệ danh dự của chúng tôi, bảo vệ danh dự của anh em chúng ta. Bởi vì tôi nghĩ rằng chỉ có bảo vệ được danh dự của mình thì mình mới xây dựng lại cộng phần xây dựng cái niềm tin, để từ đó chúng ta góp phần vào được hữu ích cho công cuộc đấu tranh. Vâng, lại trở lại với chị Emily. Hôm nay á, có anh Thành ở đây á, thì em lại muốn dành phần đầu của cái buổi livestream á, là để anh Thành và anh Long giải trình những cái vấn đề của các anh trước về cái status của Huỳnh Quốc Huy. Sau khi cái phần của anh Thành xong á, thì em lại mới nói tới những cái giải đáp mà thời gian qua đã khiến các anh chị thắc mắc về cái status mà Emily viết về một nhân vật. Emily không tiện nêu tên, nhưng bây giờ thì Emily nói thẳng luôn, đó là anh Huỳnh Quốc Huy. Và Emily ở đây trong cái livestream này, mình sẽ giải đáp hết những cái góc khuất, những cái sự thật mà Emily đích thân tìm hiểu, để các anh chị biết rằng không có phải là Emily hèn nhát mà không dám nêu đích danh ai, không dám đưa ra cái bằng chứng. Từ trước tới giờ Emily chưa bao giờ viết về một bất kỳ một cá nhân nào ngoài trừ
thành viên của đảng Cộng sản, mình chống Cộng sản là mình chỉ nhắm vào cái điểm Cộng sản thôi, mục tiêu là Cộng sản chứ mình không đánh các anh em phía bên mình. Nhưng mà thật sự á, những cái gì Emily biết á về anh Huy, Emily im lặng tới giờ phút này không có nghĩa là mình sợ, mà mình phải, trước khi mình nói về một nhân vật nào đó, mình phải có bằng chứng và mình phải đích thân đi tìm hiểu sự thật, chứ mình không nghe về phía bất kỳ ai cả. Emily muốn bây giờ cái phần đầu tiên là anh Thành và anh Long, mình còn cái khúc mắc nào về phía Thành Huy, các anh sẽ nói trước, và sau đó cái phần sau là em anh Long. Vâng, em tên Emily. Xin lỗi anh Long nhé, tôi cướp lời em, tại vì tôi nói hay này. Xin chào các anh chị em nhé. Có thể là tôi sẽ không nói đi vào những chi tiết để bảo tồn những cái người anh em phía sau này được, cho nên tôi chỉ nói phước ngang qua thôi. Và trách nhiệm tôi phải có, tôi nhận cái lời ủy thác của anh Thành và dẫn anh Huy tới nơi an toàn, từ Việt Nam qua Campuchia và từ Campuchia qua tới Thái Lan. Và khi tới Thái Lan đó, thì cũng chính anh Bùi Đức Huy ở tại nhà tôi. Tôi thì chỉ có hai cha con thôi, vợ tôi đã mất rồi, vợ tôi đã mất bệnh cánh tay khoảng hơn một năm rồi. Thì cái chuyện này thì chắc có lẽ cộng đồng cũng đã biết, nhưng mà tuy nhiên sau cái thời gian ngắn khoảng 20 ngày đó thì anh Huy mới nói là ở đây anh Huy không thể nào hoạt động được, yêu cầu là kiếm cho anh Huy một cái chỗ ở khác. Thứ nhất là về Bà Cốc, mà con tôi thì nó không muốn đi, nó nói về Bà Cốc, ba thì ba không có giấy tờ, mà về đó ở thì nó có những cái nó lộn xộn lắm, mà mình cha con mình không có giấy tờ, lỡ du lịch nó bắt thì coi như là con sống làm sao. Thì mình nghĩ nếu con nó nói vậy cũng đúng, nhưng mà một mặt thì vì cái chuyện ủy thác của anh Thành, tôi phải bảo vệ Huy, cho nên thôi coi bây giờ con mới lên đi Bà Cốc đi theo cái lời của anh, của chú Huy yêu cầu. Mà trong cái thời gian đó bạn biết, mấy quý vị biết là tôi đã lo tất cả những từ ăn mấy món, mà tôi coi nó như một tình đồng đội, như một đứa em, lo tất cả những cái mọi thứ nó yêu cầu. Cái hoàn cảnh của tôi là thật sự là tôi không thể san sẻ được ai, nhưng mà tôi vẫn phải làm điều đó. Sau đó rồi thì tôi cũng dẫn lên Bangkok và mướn một cái phòng đôi như vậy cho người ta ở. Sau khi người ta ở thì cái cô đầu tiên là cô Mai qua ở Cần Thơ qua ở phòng đó. Cái phòng đó có phải là phòng mình? Dạ, đúng cái phòng mà ngày hôm qua chúng tôi anh em chúng tôi ở live stream ở tại cái phòng đó. Và tôi đã giới thiệu phòng, đây là cái phòng mà tân hôn của Quỳnh Đức Quy ở đầu tiên. Thì sau đó rồi trong thời gian ngắn á, thì tất cả những cái đồng tiền mà của quỹ hành động của tất cả các nơi ở ngoài hải ngoại để trợ giúp cho anh Quy, anh Quy không có giấy tờ không nhận được, thì con tôi đại diện nhận cho anh Huy. Nhưng mà khi tất cả những người gửi về thì được gửi về địa chỉ của anh Huy, tên của anh Huy, và sau đó anh Huy mới chụp hình lại đưa cái like đó cho con tôi đi nhận. Và lần nào đi nhận anh Huy cũng đi theo cả. Và nhận thì thằng nhỏ nó chưa có bỏ túi, nóng túi là anh Huy nó đã lấy lại rồi. Nhưng mà có tôi, số tiền đó tôi theo tôi đoán biết được từ tối nay cũng minh bạch luôn với anh Thành và tất cả mọi người luôn. Theo tôi dự đoán thì nó phải chơi khoảng mười mấy ngàn đô. Nhưng mà trong đó tôi giữ lại 2.000 để chi phí nhà cửa ăn uống. Tôi nói rõ chỉ chi phí 2.000 hoặc hơn 2.000 gì đó tôi cũng không còn nhớ rõ, nhưng mà tất cả số tiền đó là anh Huy nhận hết và anh Huy giữ lại hết. Và sau khi mà cái thời gian ngắn đây đó, anh Huy dùng có những cái thái độ rất là khó chịu với cái đó với tôi. Và đưa người vợ anh ta qua là cái số tiền đó tôi coi như là không còn qua tay thằng con tôi nữa. Và sau khi mà bước ra khỏi tôi được không, nguồn thông tin báo tôi biết là anh Huy chụp cho tôi là anh Huy không nhận một đồng tiền nào từ Trần Long Huy hết. Tại sao vậy? Những ngày tháng tôi đã cõng anh ta từ ở Việt Nam trong những cái lúc gian khổ như vậy đó qua tới và cho ở nhà tôi, và khi anh ta bước ra khỏi nhà tôi là chụp một cái chảo lửa lên đầu hai cha con tôi, nói là không nhận một đồng tiền, cha con không nhận ăn hết. Tôi đâu phải làm những cái chuyện đó, tôi đâu phải giúp anh Trần Quốc Huy để tôi nhận cái số tiền đó. Bao nhiêu năm tháng ở đây nè, tôi đã chịu bất cứ rất là nhiều những cái đau khổ, những cái nhục nhã ở Thái Lan, nhưng mà tôi chưa hề lên tiếng. Nhưng mà vì tình đồng đội, vì anh em, vì tuổi trẻ, nếu cần thiết tôi sẵn sàng tôi xả thân, tôi sẽ thiếu hết, tôi không mưu cầu bất cứ một chuyện gì hết. Tại sao hôm nay người ta đã đề nghị anh Huy phải đứng ra minh bạch cái vấn đề này, anh ta né tránh và anh ta nói anh em tôi gài để mà bắt Quỳnh Huy, gài cộng sản bắt Quỳnh Huy. Liệu rằng với tư cách của những anh em chúng tôi có thể làm được điều đó hay không? Thì thôi hôm nay tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Nếu một chút nữa có một vấn đề gì tôi cần bổ sung thêm để cho nó rõ ràng vấn đề này hơn.
xin nhường lại cho anh Thành và Emily. Thưa các bạn, các bạn biết á, tôi nói các chị nghe thật sự á, là từ khi mà Emily từ Thái Lan trở về Việt Nam á, thì sau đó Emily nhận được một cái những cái liên lạc của anh Long. Anh Long liên lạc được với Emily là anh Long phải, vì anh Long thấy Emily tốt quá, tốt với Huy quá, nhưng mà Huy gạt Emily. Cho nên á, anh Long phải nói thật với Emily là em đã kết thúc với thằng Huy chưa? Chứ anh thấy là tội cho em, bởi vì em quá tốt với nó mà anh sợ em đau khổ. Thì Emily mới thắc mắc, ủa việc gì vậy anh Long? Thì anh Long mới nói thật là trước khi Emily qua là đã có một cái cô khác qua, cô Mai gì đó qua. Và sau khi cổ về á, thì tới Emily qua. Và sau khi Emily về á, khoảng một tuần lễ sau là cái cô Thảo, là cái cô vợ hiện giờ của mình, Huy Huy qua. Thì các anh chị thấy, mà Emily nói ngay từ lúc đầu, nếu như Emily vì tình cảm riêng tư mà thù hằn Quỳnh Quốc Huy á, thì ngay thời điểm đó, ngay trong tháng 4, Emily đã khui chuyện này ra rồi. Nhưng mà mình nghĩ trong đấu tranh, những cái chuyện cá nhân không có nên đánh đá vào, cho nên Emily vẫn im lặng. Và tới thời điểm này là tháng 7, giữa tháng 7 rồi, nếu không vì anh Long là một người tốt, vì những cái mà anh Long đang chịu và Phi là con trai anh Long đang chịu, thì nói thật Emily cũng chưa lôi cái chuyện này ra mà để nói. Vì nếu không nói, các bạn sẽ nghĩ là Emily đang nói dối. Chân tôi đã chạm tới đất Thái của Huỳnh Quốc Huy là cái gì của tôi? Và tôi không hiểu anh ấy hay sao? Nếu tôi là cộng sản, anh ấy bị bắt từ hồi 2 năm về trước kìa, chứ không phải tôi gài anh ấy như bây giờ đâu. Tôi là cái người á, tôi đã nói với Huy, nếu như bây giờ Huy ra đối chứng với tôi vẫn sợ hỏi Huy rằng có phải một năm về trước tôi đã nói với Huy rằng Huy phải bảo trọng thân thể, phải bảo trọng, bởi vì tôi là người phải đang khai thuế ở Mỹ để bảo lãnh Huy qua với viện vợ chồng. Các anh chị có thể mời Huy ra và đối chứng với tôi điều này. Nếu như tôi không vì cái tình thương đối với Huy, tôi có làm như vậy hay không? Các anh chị biết, để khai thuế bảo lãnh một người qua đâu có phải là tôi không tốn tiền, tôi không tốn sức. Các anh chị thấy, mà tôi nhìn thấy những cái gì Huy gạt tôi vẫn im lặng, bởi vì cái đó là chuyện cá nhân riêng tư, chuyện tình cảm, tôi im lặng. Bởi vì nếu không hợp với nhau thì mình có thể làm bạn, và tôi đã nói với Huy rồi, nếu không hợp với nhau chúng ta vẫn xem nhau là đồng đội tốt. Các anh chị có biết tôi vẫn để Huy và cái cô vợ của Huy nằm trong danh sách bạn của tôi hay không? Cho đến khi cái ngày mà tôi viết cái status lên, Huy block tôi. Tại sao phải block tôi trong khi tôi vẫn để Huy là bạn trong bạn, tôi vẫn để cô Thảo là bạn? Tại sao Huy phải block tôi? Nếu như mình không hiểu cái gì cần minh bạch, Huy liên lạc trực tiếp với tôi, tại sao phải block tôi? Và cho đến thời điểm này, khi anh Thành qua, tôi vẫn chờ anh Thành qua để tôi nói những cái việc này, để anh em cùng ngồi xuống. Và anh Thành đã mời Huy ra để làm việc, Huy cũng vẫn không ra. Sẵn ở đây á, có người nói á, là Huy đang bị cảnh sát Thái truy sát. Tôi nói luôn cái việc chiếc xe để cho các anh chị hiểu. Cái xe mà Huy đang đi bây giờ, tôi sẽ post lại cái xe đó trên trang nhà tôi cho các anh chị thấy. Đó là chiếc xe Honda Accord mà Huy mua chiếc xe đó gần 6.000 đô. Mà hồi tôi qua đó, tôi gặp Huy và anh Long á, thì Huy nói với tôi rằng cái xe đó là của cha con anh Long để dành tiền mua được. Huy nói với tôi có đúng không anh Long? Anh Long chờ. Chúng ta ngồi với nhau thẳng thắn giải quyết từng vấn đề, từng khúc mắc. Tôi đã báo cho anh Huỳnh Quốc Huy từ ngày mùng 7 tháng này, tức là từ ngày mùng 7 tháng 4, và ngày mùng 10 tháng 4 tôi báo lại là tôi sang bên này. Thì anh Huỳnh Quốc Huy nói là không cần sang bên này. Tôi nói là tôi rất cần sang, bởi vì vấn đề này không thể, tức là không thể cứ gói một lấy giấy để mà gói lửa được, là phải ngồi lại với nhau. Và bạn, tôi sang là bởi vì tôi có trách nhiệm đối với cái hội quỹ, và cái hội quỹ đó tôi có trách nhiệm với những đồng tiền đóng góp của những người góp vào cái hội quỹ đó một cách khiêm tốn. Cho nên việc tôi sang bên này mang một cái tấm lòng là sẽ có được một cái cơ hội giống như ngày hôm nay để mời anh Huỳnh Quốc Huy. Anh bị oan ức điều gì anh trình bày, tôi sẵn sàng bảo vệ được anh. Ngày hôm qua, ngày hôm kia, tức là có 2-3 cái live stream. Cái live stream đó chúng tôi làm đâu? Làm tại phòng của ông Huỳnh Quốc Huy, đã live stream cả hàng 2 tháng trời. Tại sao chúng tôi công khai như vậy? Bên cạnh tôi là một người không có giấy tờ gì cả. Ông võ sư Vàng là một người không có giấy tờ gì cả. 5 năm nay, 7 năm nay sống lang bạc, sống bất hợp pháp trên xứ sở Bangkok này. Tại sao ông Huỳnh Bá Hải lo lắng được và buộc tội tôi rằng nếu làm một cái buổi nói chuyện công khai như vậy là ông Huỳnh Quốc Huy sẽ bị bắt? Ông Huỳnh Bá Hải nghĩ đến chuyện ông Huỳnh Quốc Huy bị bắt, thì tại sao ông Huỳnh Bá Hải không chịu khó cái đầu lớn hơn một chút xíu để nhìn về ông Trần Văn Long cũng sẽ bị bắt, ông Lê Ngọc Vàng cũng sẽ bị bắt, mà những người này là những người đã 20 năm tù rồi. Cho nên cái đầu của chúng ta, tôi mong rằng đầu của chúng ta sẽ lớn hơn thêm,
sẽ người lớn hơn, đừng trẻ con nữa, bá Hải nhé. Vâng, cái câu chuyện chúng tôi và anh Long chia sẻ với cái công việc rất là nguy hiểm của anh Huỳnh Quốc Huy, đưa anh Huỳnh Quốc Huy từ Việt Nam sang tới bên đất này trong cái bối cảnh lúc đó hoàn toàn không dễ dàng. Và không phải chỉ có tôi và anh Long là những người cựu tù, 6 gia đình cựu tù đã phải tập trung để làm cái công việc bảo vệ một thằng đàn em mà chúng tôi chưa hề biết đó là ai cả, đó là Huỳnh Quốc Huy, qua lời yêu cầu của một người cựu tù là ông Trần Thành ở bên bên Hòa Lan. Bây giờ xin trở lại cái mục tiêu chính của chúng ta, của Emily. Ok, bây giờ Emily sẽ minh bạch về những gì Emily nói về cái status mà gây mà một cái sự gọi là tranh cãi khá là nóng. Một phần các anh chị muốn biết rõ, rất là nôn nóng những cái gì Emily sắp nói. Và một phần các anh chị phản bác là Emily là cộng sản nằm vùng, muốn chia rẽ các anh em. Thưa các anh chị em, Emily nói luôn ngày hôm nay cho các anh chị em biết rằng vì sao Emily phải chờ đợi và vì sao Emily phải đắn đo rất nhiều. Thưa các anh chị em, nói về Huỳnh Quốc Huy á, và Emily á, là biết nhau gần 3 năm. Và nói đúng hơn là cái mối quan hệ của Emily và Huỳnh Quốc Huy á, đã từng giống như là người yêu của nhau. Emily sẽ có những cái bằng chứng và mình sẽ post lại trên trang nhà những cái bằng chứng này. Cho nên nói nếu mà Emily á, là cộng sản nằm vùng á, để cài bắt Huỳnh Quốc Huy á, là Emily đã bắt Huỳnh Quốc Huy cách đây 2 năm trước kìa, khi mà những cái cuộc chat qua lại mà trao đổi từ khi Huy còn ở trong nước. Chứ tại sao đợi tính bây giờ mà khi Huy chạy qua Thái Lan, Emily biết gài anh Thành để gài anh Thành để dụ Huy ra và bắt Huy. Và các anh chị biết rằng á, Emily hiện giờ đang đứng là admin của bao nhiêu trang, bao nhiêu group không? Bao nhiêu thành viên mà Emily biết mặt từng người, từng thành viên họ đang ở đâu, mặt mũi họ như thế nào. Nếu với tôi là cộng sản nằm vùng, tôi đã bắt họ từ lâu rồi kìa. Và tôi biết ở trong livestream này, thưa các anh chị, rất là nhiều anh chị em biết tôi. Các anh chị vu khống tôi, các anh chị phải có bằng chứng, cũng như những gì tôi nói về Huy. Ngày hôm nay tôi sẽ minh bạch tất cả cho các anh chị em thấy. Cái ngày mà tôi quyết định đi về Việt Nam là trong cái tháng 4. Và tôi sẽ post lại cái cuộc trao đổi của tôi và Huỳnh Quốc Huy. Tôi sẽ post lại trên trang nhà. Đây tôi sẽ đọc ở đây sơ sơ cho các anh chị thấy. Và những cái này tôi sẽ công bố trên trang nhà. Thử là các anh chị có biết hay không, là tôi đã mua vé từ Mỹ và tôi về tới Việt Nam. Thật ra cái chuyến đi của tôi là tôi dự định một thời gian khác. Nhưng mà cái thời gian đó là Huy gặp rất là nhiều áp lực. Huy nói với tôi rằng Huy bị truy sát, Huy phải chạy qua Thái Lan, mà trong thời điểm đó là Huy đang kẹt ở biên giới, Huy gặp rất là nguy hiểm và Huy muốn tôi trở về với Huy. Tôi có những cái cuộc trao đổi trên phone của tôi. Tôi nói thật với các anh chị, tôi không có vui vẻ, phấn khởi mà để đưa những cái việc cá nhân ra cộng đồng như thế này. Nhưng bởi vì các anh chị không biết cái mối quan hệ của tôi và Huy, và các anh chị đang công kích vào tôi. Tôi với Huy là vừa đồng đội, vừa là người yêu của nhau. Tại sao tôi lại bắt đứng người yêu của tôi? Tại sao tôi phải bắt đứng? Tại sao nếu tôi không quý trọng Huy, tôi không thương một cái người như thế, tôi phải lặn lội từ Mỹ để về với Huy trong cái bối cảnh mà Huy đang bị truy sát như thế? Và các anh chị biết tôi phải lặn lội từ Mỹ về như vậy, và tôi qua tôi thăm Huy. Nhưng mà tôi nói thật với các anh chị khi mà tôi qua Thái Lan 10 ngày, tôi có tất cả những cái hình ảnh, những cái bằng chứng tôi ở Thái Lan 10 ngày tôi cùng với Huy như thế nào. Và anh Long, chính anh Long và con trai của anh Long đã chở tôi và Huy đi trong 10 ngày nó tại Thái Lan. Tôi có những hình ảnh ở đây. Tôi có cái vé đi máy bay tôi đặt đi Thái Lan vẫn còn trong máy của tôi, và tôi sẽ post trên trang nhà cho các anh chị thấy. Anh Long có đúng không anh Long? Có phải em đến Thái Lan 10 ngày và anh chở em với Huy đi như thế nào? Long, con trai anh chở, anh nói một tiếng giúp em với. Dạ đúng, hoàn toàn đó là chính xác như vậy. Thì bây giờ thì tôi cũng sẽ trình bày một cách nó cụ thể và nó rõ ràng hơn. Và từ đầu tới đuôi mà tại sao tôi gặp được Huỳnh Quốc Huy, và kế tiếp là gặp không phải cô Emily này. Cái người đầu tiên là cô Mai, người ở Cần Thơ. Và sau cô Mai người ở Cần Thơ về thì cô Emily này cũng mới qua. Và sau cô Emily này nữa với ông Huy qua với ông Huy, và ăn ở với một cô đầu tiên là cô Mai ở Cần Thơ, và cô thứ hai là Emily. Và sau khi cô Emily trở về Việt Nam một lần nữa thì cách một tuần lễ sau thì có một cô
nửa qua cô này đặt tên Thảo và hiện tại bây giờ ở như vợ chồng, anh ta nói là người vợ tương lai của anh. Thì bây giờ đi trở lại vấn đề tại sao anh ta có mặt ở đây. Khi mà tôi nhận được nguồn tin ma của anh Thành là yêu cầu tôi là trợ giúp cho Bùi Đức Quy cách nào, Bùi Đức Quy vượt biên giới từ ở Việt Nam qua Campuchia, và Campuchia có cách nào đưa về Bùi Đức Quy qua bên Thái, tôi mới mở một đường dây của anh em ra và dẫn cho Bùi Đức Quy từ cái cách chạy từ Việt Nam. Nhưng mà có những chi tiết đúng hoàn toàn nói với anh Huy, nói với tôi cái xe đó là của cha con anh Long mua, mà tôi đâu có biết mối quan hệ của anh Long với Huy là cái gì. Huy giới thiệu tôi đây là anh của Huy, tôi nghe như vậy. Và sau này tôi bây giờ chuyến này tôi qua tôi mới biết, thì tại thằng nhóc con của anh Long là bé Phi á, nó mới nói với tôi: chị ơi, bây giờ tại vì những cái người Việt Nam ở Thái á, không có giấy tờ thì không có đứng tên được tài sản. Nhưng mà lúc Huy mua chiếc xe đó thì buộc bé Phi nó phải nhờ một người phụ nữ người Thái có giấy tờ đứng tên cái xe đó. Huy thì tiền là tiền của Huy, xe là xe của Huy, nhưng một người phụ nữ Thái đứng tên. Nhưng bây giờ á, cái người phụ nữ Thái nó liên lạc với bé Phi là bà không có muốn đứng tên cái xe đó nữa, bà muốn Huy, bà muốn bé Phi phải tìm Huy và tìm người khác sang tên lại để trả cái tên cho bà không muốn đứng nữa. Bởi vì các bạn biết á, nếu mà đứng tên chiếc xe khi xảy ra tai nạn thì cái người đứng tên xe phải chịu trách nhiệm, bởi vì Huy không có giấy tờ mà xe cũng không, Huy cũng không đứng tên luôn. Vì như vậy mà bé Phi đã mời Huy ra mấy lần, đã nhắn cho Huy nói là: chú Huy ơi, tìm người để sang cái tên lại, mà Huy cũng hẹn ậm ừ. Cho tới mãi ngày hôm qua Phi nó mới nhắn tin nói: chú Huy, nếu mà chú Huy không có ra đó, nhắn cho một người bạn. Bởi vì Huy cũng block luôn thằng nhỏ rồi, mà thằng nhỏ có làm cái gì sai đâu, tại sao Huy phải block con người ta, mà trong khi còn lớn cấn chuyện xe cộ. Huy block bé Phi, buộc bé Phi phải nhắn qua một người khác nhờ nói giùm là nếu chú Huy không có ra làm giấy tờ xe thì bé Phi sẽ báo cảnh sát. Mà thật sự tôi nói với các anh chị em, đó là cái lời bé Phi nói thôi. Nhưng mà cho tới thời điểm này tôi đã dám khẳng định một điều rằng trong bốn người chúng tôi chưa có ai gọi cảnh sát hết. Bởi vì tôi nói với các anh chị nghe thế này, tôi quạch tẹt cho các anh chị biết luôn, anh Long là người không có giấy tờ. Tôi gọi cảnh sát thì ai thiệt? Ở đây có những anh em thiệt, những người anh em của tôi, và tôi nói tôi không, ở đây chẳng có ai gọi cảnh sát hết. Thì cái điều mà Huy tung tin lên á là cảnh sát đang truy đuổi, ở đây có ai gọi đâu mà cảnh sát truy đuổi. Và tôi nói luôn cái chuyện đó. Thì tôi hỏi các anh chị, tại sao Huỳnh Quốc Huy lại nói dối tôi? Và tôi nó không biết bây giờ á, vợ của Huy á, có biết rằng trước khi vợ của Huy qua là có tôi, có thêm một cô gái khác nữa qua, mà trong tích tắc chỉ có 2 tuần thôi. Tôi không nói chuyện cá nhân ở đây, nhưng tôi cần phải nói với các bạn rằng các bạn nghĩ một người trong cái tình yêu chung thủy, trong một cái đạo đức con người như thế, thì liệu những cái gì họ nói nhìn thẳng, nói thật, vậy họ đã dám nhìn thẳng chưa và họ đã nói thật chưa? Tôi không có gì hổ thẹn. Nếu như tôi đã nói rồi, nếu như bây giờ Huy ngồi trước mặt tôi vẫn sẽ nói y chang như vậy. Tôi khi tôi làm livestream, tôi nói thật với các anh chị, tiếng nói của tôi ít nhiều gì trên trang Facebook của tôi bây giờ cũng hơn mấy chục lượt follow, thì tôi chịu trách nhiệm với những gì tôi nói. Cái đó là cái vấn đề thứ nhất. Về cái vấn đề mà quan hệ không có minh bạch của Huy, tại sao Huy phải nói dối tôi, phải lừa dối tôi? Cho nên tôi phải nói để các anh chị biết rằng mối quan hệ của tôi và Huy thân thiết tới cỡ nào, vừa là tình yêu vừa là đồng đội. Tôi có những cái tin nhắn của Huy nhắn cho tôi và tôi sẽ post trên trang nhà. Tôi xin lỗi các anh chị, đáng ra tôi không nên làm điều này, nhưng đến giờ phút này để minh bạch tất cả mọi thứ, tôi sẽ post trên trang nhà của tôi. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, tại sao tôi nói Huy là mạo danh con cái Chúa? Bởi vì tôi biết rằng Huy không có đạo. Chính tôi là người đã khuyên Huy: anh à, nếu như anh muốn trở thành con cái Chúa một cách chính thức, anh nên đi học giáo lý đi để được rửa tội. Cái này là tôi nói, tôi biết chắc chắn Huy không phải là người có đạo, cho nên tôi giải thích hai cái điều đầu tiên, đó là mạo danh con cái Chúa và lừa tình. Cái thứ ba là vấn đề tiền bạc. Huy đã từng nói với tôi khi mà tôi đến Thái á, Huy nói với tôi như thế này là: anh chỉ nhận tiền nếu mà những cái người doanh nghiệp trong nước á, muốn ủng hộ anh để xây dựng lực lượng thì anh nhận, nhưng mà hải ngoại á, gửi tiền cho anh thì anh không có nhận. Chính Huy nói với tôi thế đó. Và các anh chị biết không, khi mà tôi qua tôi thấy Huy á, tôi nghĩ trong đầu tôi ngây thơ lắm các anh chị. Tôi rất thật, tôi nghĩ Huy không có tiền. Cho nên tôi nói thật với anh chị á, tôi qua tôi đem quà về cho Huy và tất cả những cái chi phí trong chuyến đi tôi trả hết. Thậm chí khi ngồi trên chiếc xe á, tôi không biết là quan hệ của anh Long với Huy là cái gì. Nhưng mà tôi thấy á, khi mà đổ xăng á, tôi thấy anh Long, tôi không muốn để cho anh Long trả tiền xăng, tôi rất ngại. Thậm chí những cái bữa ăn tôi đều dành trả hết, tiền khách sạn tôi cũng dành trả, tôi dành trả hết tất cả. Nhưng mà khi mà tôi thấy đi shopping á, thì Huy mua máy iPad này nọ, tôi cũng có sự tự hỏi: ủa sao không có tiền mà lại có tiền mua iPad, mua đồ trị giá trên cả ngàn đô.
đấy, mà Huy giấu luôn cái tôi với tôi cái chuyện mà đứng một cái xe gần 6.000 đô. Các anh chị thấy nếu mà thật sự á minh bạch với nhau thì tại sao phải giấu? Đó là cái chuyện thứ hai về vấn đề tiền bạc. Cho bây giờ tôi nói luôn cả những cái gì á, tôi đã không phải riêng gì anh Long ở đây, mà tôi đã nói chuyện được một số anh em tị nạn tại Thái này nè. Tôi đã gặp gỡ một số anh em tị nạn tại Thái, và tôi nói luôn cho các anh chị biết như thế này. Những người tị nạn tại Thái á, họ đã ở những căn hộ từ 50 đô tới 70 đô. Cuộc sống của các anh em tị nạn tại Thái rất là khó khăn, điển hình như anh Long và một số anh em tôi đã có dịp tiếp xúc. Các anh chị biết Huy ở một căn hộ trị giá 200 đô, đi cái xe 5.000 đô, trong khi các anh chị tị nạn khác ở đây phải sống đời sống cơ cực như thế nào. Tôi không ganh tị, tôi không có hề nói về cái chuyện tiền bạc đó. Nếu như tôi cảm thấy những cái gì nó sai, buộc tôi phải minh bạch ra ngoài. Tôi phải muốn có cái sự công bằng cho tất cả những anh em đấu tranh. Các anh chị biết những anh em đấu tranh, chẳng hạn như tôi nói thẳng luôn, chẳng hạn như Bạch Hồng Quyền, anh Hoàng Bình, những người đấu tranh hiệu quả, nhưng họ lại một người thì phải cầm tù, một người thì phải chạy trốn. Thì tại sao những cái chia sẻ đó, đóng góp đó không có chan sẻ cho người anh em của mình, mà để một người thì quá là sung sướng, một người á thì á, những người thì phải chịu như vậy. Và em nghĩ rằng anh Long ở đây, anh Long nên nói tiếp tục những cái minh bạch, những cái gì mà anh Long biết về đời sống của mình. Em muốn anh Long minh bạch, tại vì em không có thích cái sự mà ẩn ý trong đây nữa hết á. Em mời anh Long. Để trích lời với Emily thì kính thưa các anh chị, tôi là người hiểu rõ Huy từ cái ngày Huy bước vào Thái Lan ở nhà tôi và ở cạnh những nơi tôi ở từ khi bước ra khỏi nhà tôi. Và cái sự việc chiếc xe Huy đang đi á, mọi người ở Bangkok Thái Lan, kể cả người đi nạn đó, họ chửi lên đầu tôi, mẹ nó cắt lông rồng, đói chết mẹ mà không có tiền đâu, nó mua chiếc xe hết cọt nó đi. Tại sao nó phải làm cái điều đó? Người đi nạn sống lấy đâu ra ăn, không có ăn lấy tiền đâu mà mua cái xe chiếc cọt 5-6 ngàn đô đấy. Mà tại sao nó đi mà nó đổ tội cho tôi? Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, anh ta đã tự hào mà có một cái phản hồi của ngày hôm qua, hôm kia tôi có coi, tự xưng mình là một diễn giả, là một nhân tài đặc biệt.